Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 2441, niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật 2. Cuối cùng, dưới sự áp bức của cha mẹ, Diệp Mộ Phàm đành nhận mệnh mặc quần áo tử tế, thức dậy lái xe đưa Diệp Oản Oản đi. Cũng đúng, nàng lái xe đi một mình không an toàn. Không an toàn cho những người đi đường vô tội. Diệp Mộ Phàm trước tiên đưa Diệp Oản Oản đến nhà Cúc Tư gia, để cho Diệp Oản Oản lấy sổ hộ khẩu từ chỗ bà nội. Ai mà thích được một người cháu dâu hung hãn như vậy chứ? Hù dọa cho bà nội sợ chạy cho mà xem, em chờ đó xem, khẳng định là bà cụ sẽ đuổi em ra khỏi cửa ngay và luôn. Diệp Mộ Phàm ghét bỏ lầm bầm. Kết quả, 10 phút sau, Diệp Oản Oản đã đi ra, trong tay cầm sổ hộ khẩu đỏ chói, bên cạnh là một bà cụ gương mặt đầy hiền hòa. Bà cụ ý cười đầy mặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, mau đi đi, đi đường nhớ cẩn thận một chút. Có cần bà nội nói tài xế đưa con đi hay không? Không cần đâu bà nội, anh con đi cùng con, để anh ấy chở con đi là được rồi. Được được được. Diệp Mộ Phàm nhìn một màn vô cùng hài hòa trước mắt. Tại sao kịch bản hoàn toàn bị lật đổ, là hắn theo không kịp được bước chân của cái thời đại này rồi sao? Diệp Oản Oản liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đoán chừng còn thừa lại một chút thời gian. Mau mau nhanh, giúp em đi mua pháo hoa. Ngoại ô có thể đốt pháo được đấy. Diệp Oản Oản thúc giục. Vẫn không quên vụ này cơ à? Diệp Mộ Phàm cắn răng, trọng điểm là có thể thả hay không sao? Đang giữa đêm, anh đi nơi nào mua pháo cho em bây giờ? Em không cảm thấy quá đáng đối với con, cậu độc thân, này hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn đã tạo cái nghiệt gì mà phải đi theo nàng, bị một đường nhét thức ăn cho chó. Thì, ai bảo anh là anh trai em cơ chứ? Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, anh, em biết anh đối với em tốt nhất, so với anh trai ruột em còn tốt hơn. Không đúng. Anh chính là anh trai ruột của em đấy. Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, che giấu vui mừng nơi đáy mắt, thật sao? Đó là đương nhiên là sự thực nha. Anh nhớ là gần đây có một tiệm nhỏ có thể mua được, đi thử vận may một chút đi. Cuối cùng, vận khí của bọn họ không tệ, vậy mà Diệp Mộ Phàm thực sự giúp mua được một dương pháo hoa. Hai người chất đầy pháo hoa trong cốp sau, đi thẳng một đường đến Cẩm Viên. Anh, nhờ anh nhé. Sau khi em vào, anh đi đến chỗ hồ nhỏ nhé, chỗ đó thích hợp nhất. Đợi một chút, anh liền bắt đầu thả. Diệp Oản Oản dặn dò. Ok, giao cho anh. Diệp Oản Oản giao phó xong, không đi cửa chính, vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Tư Dạ Hàn, trèo tường, lẻn vào trong từ đường phía sau hậu viên. Cẩm viên đã từng bị nàng đập đi, sau đó sửa sang lại, trồng đầy cây ăn quả và rau cải. Giờ phút này, mặc dù là mùa đông, Diệp Oản Oản vẫn có thể nhìn thấy không ít trái cây, thậm chí cách đó không xa còn thấy được một vườn rau cải tươi tốt. Thổ nhưỡng nơi này, trồng trọt cũng tốt quá đấy chứ. Xem ra khoảng thời gian này nàng không có ở đây, Hứa quản gia quản lý cực kỳ có tâm, vườn từ cây cối tốt tươi, một khung cảnh thật thanh bình an nhiên. Người nào? Diệp Oản Oản đang đi dạo khắp nơi, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng quát đầy nghiêm nghị, sau đó là tiếng xé gió vun vút đánh tới. Diệp Oản Oản vươn cánh tay, đỡ lấy đòn công kích. Oản, Oản Oản tiểu thư, sau khi thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch mặt đầy vui mừng. Oản Oản tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tôi không thể tới, Diệp Oản Oản nhíu mày. Có thể, đương nhiên có thể rồi. Nhưng mà, làm sao cô lại trèo tường vào? Sắp sửa tới 12 giờ chính là sinh nhật của cửu gia nhà anh rồi, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Ngày mai là sinh nhật của cửu gia. Tư Dạ Hàn quả thật chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cho nên ngay cả Hứa Dịch cũng không biết được sinh nhật của Tư Dạ Hàn là lúc nào. Chương 2442, niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật 3. Hứa quản gia, không thèm nghe anh nói nữa, thời gian sắp không còn kịp rồi, tôi đi trước. Diệp Oản Oản nói. Được rồi Oản Oản tiểu thư, bất quá xin lưu ý, thời gian này hẳn cửu gia không có ở trong phòng ngủ. Mà ở gác xếp tầng chót. Cô qua bên đó tìm một chút. Hứa Dịch dặn dò. Diệp Oản Oản dừng chân lại, tầng chót. Hứa Dịch gật đầu, vâng, sau khi cửu gia trở lại Cẩm Viên, liền một mình đi lên gác xếp rồi. Lại nói, dường như ngày này hàng năm, tâm tình cửu gia đều không tốt cho lắm. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ok, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản vừa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, vừa vội vã chạy tới tầng chót.
còn thời gian khoảng 10 phút. Diệp Oản Oản một hơi chạy đến tầng chót, sau đó dùng sức đẩy cửa phòng ra. A Cửu. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng kêu khẽ một tiếng, kết quả, trong gác xếp yên tĩnh, không có một tiếng người. A Cửu. Xảy ra chuyện gì, thật giống như anh ấy không có ở chỗ này. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài rồi? Diệp Oản Oản kêu mấy tiếng đều không nghe đáp lại, chỉ có thể vòng lại tìm ở những chỗ khác. Bởi vì muốn cho anh niềm vui bất ngờ, Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí không phát ra tiếng động, chỉ có thể lặng lẽ tìm từng căn phòng một. Kết quả, tìm khắp nơi đều không thấy, không ở gác xếp, thư phòng, phòng ngủ cũng đều không có. Trời má, rốt cuộc là đi đâu rồi? Mắt thấy còn chưa đến 3 phút thì sẽ đến 12 giờ, Diệp Oản Oản gấp đến độ xoay quanh. Kế hoạch lớn, niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật của nàng. Chẳng lẽ sẽ phải chết yểu như vậy sao? 3 phút, 2 phút, Diệp Oản Oản đứng ở cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị tiếp tục đi những chỗ khác nhìn một chút, kết quả, lỗ tai động đậy, đột nhiên nghe được dường như có âm thanh trong phòng ngủ. Ồ, vì vậy, Diệp Oản Oản lập tức vặn mở cửa phòng ngủ, sau đó, nàng nghe được âm thanh truyền tới từ trong phòng tắm. Đệt, mới vừa rồi đi tìm quá mau, nàng chỉ nhìn nhanh ở bên ngoài, cũng không ngờ là anh sẽ ở trong phòng tắm. Xong đời, còn lại có một phút sau cùng. Diệp Oản Oản cũng bất chấp mọi thứ, giống như một quả pháo lao thẳng vào trong phòng, không nói hai lời, tung một cước đá văng cửa phòng tắm. Ầm, cửa phòng tắm văng thẳng vào trong tường, lảo đảo ngã cái rầm trên mặt đất. Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngơ ngác của đối tượng, duy trì tốc độ nhanh như đạn pháo nhào tới trước người của anh. Dường như Tư Dạ Hàn mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ hờ hững bọc một chiếc khăn lông màu trắng ở bên hông. Oản Oản, trong tay Tư Dạ Hàn cũng đang cầm một chiếc khăn lông khác, duy trì tư thế lau tóc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Oản Oản lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị cô gái đụng lảo đảo lui về sau một bước. Tư Dạ Hàn vội vàng đưa tay ra, ổn định thân hình của cô gái, tránh cho nàng ngã xuống, sắc mặt nghiêm túc, sao em lại tới đây, xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản không để ý đến Tư Dạ Hàn hỏi thăm, vội vội vàng vàng, xuýt, một tiếng, ra hiệu cho anh yên lặng, sau đó cúi thấp đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, đếm ngược từng tiếng 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Diệp Oản Oản vừa đếm, vừa ba chân bốn cẳng móc một cây pháo cầm tay từ trong ngực ra, dùng bật lửa đốt, sau đó, cạch, một tiếng nhanh chóng tắt đèn trong phòng tắm. Kính cong. Dưới lầu, tiếng chuông 12 giờ vang lên. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch. Cây pháo cầm tay bốc cháy, ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi khắp cả phòng tắm, cũng chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở hổn hển của cô gái, cùng với ánh mắt khiến người ta động lòng kia. Tư Dạ Hàn. Cô gái giơ cao cây pháo lên, nhón chân lên, hôn lên môi chàng trai, âm thanh mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào hòa cùng tiếng pháo và tiếng chuông, vang lên ở bên tai của chàng trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chương 2443, niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật 4. Tư Dạ Hàn, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tư Dạ Hàn chỉ cảm nhận được một cảm giác ấm áp, cùng với cô gái chạy như bay đến, một đường đụng thẳng vào trong lồng ngực anh. Đùng, trong màn đêm ngoài cửa sổ có một chùm ánh sáng màu nhỏ xíu lao lên giữa không trung, sau đó đột nhiên nổ tung thành đóa hoa ngời ngời sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Diệp Oản Oản từ cửa sổ nhỏ phòng tắm mơ hồ nhìn thấy pháo hoa bên ngoài, nhất thời sắc mặt vui mừng. Trung Quy cũng coi như là Diệp Mộ Phàm có được một lần đáng tin cậy. Bảo bảo, tới đây, tới đây. Diệp Oản Oản bạch 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 sát Tư Dạ Hàn đi tới ban công bên ngoài phòng ngủ. Trong nháy mắt khi cửa ban công mở ra, đập vào mắt bọn họ là pháo hoa bay dập trời. Diệp Oản Oản nhìn khung cảnh lung linh trước mắt, quơ quơ cây pháo hoa trong tay, tiếc nuối nói, hích, em biết chúc mừng sinh nhật kiểu này có chút tầm thường, bất quá thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị trước như thế này thôi. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái trước mắt, vô số tâm tình cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, âm thanh khàn khàn mà khô khốc, làm sao em biết? Em để cho Đường Đường bảo bối hỏi thăm quản lý Ân. Đúng rồi, rõ ràng em nghe Hứa Dịch nói anh ở trong phòng gác xếp tầng thượng. Hứa Dịch còn nói dường như hàng năm vào lúc này, tâm tình anh đều có vẻ không tốt cho lắm. Làm sao hôm nay? Thời điểm Diệp Oản Oản vọt vào trong phòng tắm, Tư Dạ Hàn đang tắm. Nhìn thần sắc cũng không có chút vết tích thương tâm khổ sở nào. Cho nên Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt,
Hứa Dịch nói không sai, quả thật, hàng năm vào lúc này, tâm tình của anh đều không tính là quá tốt. Nhưng mà, năm nay thì khác. Diệp Oản Oản, năm nay khác. Tư Dạ Hàn, năm nay tâm tình rất tốt. Diệp Oản Oản cười híp mắt, là bởi vì sắp tới chúng ta sẽ kết hôn ngay đúng không? Tư Dạ Hàn cũng không phủ nhận, cúi người hôn lên môi cô gái, bởi vì chúng ta sắp kết hôn rồi. Diệp Oản Oản thần thần bí bí móc ra hai quyển sổ nhỏ từ trong lòng ngực, quà sinh nhật này của em, nhất định anh sẽ thích. Tư Dạ Hàn nhìn hai quyển sổ hộ khẩu trong tay cô gái, trong con ngươi thâm thúy phản chiếu lại tia sáng rực rỡ trên bầu trời xa xa, tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là sổ hộ khẩu đó nha, sáng mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Diệp Oản Oản nói xong, tiếp tục bổ sung, đúng rồi, giấy đăng ký kết hôn ở Độc Lập Châu bên kia em cũng đã giải quyết xong rồi. Vốn là cần hai chúng ta đích thân đăng ký, bất quá em nhờ sư phụ mở cửa sau, đã trực tiếp giúp chúng ta làm xong. Giờ phút này, Dịch Linh Quân tại Độc Lập Châu phương xa, ha ha ha, mình làm hội trưởng trọng tài hội, vẫn luôn làm theo nguyên tắc thanh chính liêm minh. Lần đầu tiên thương lượng với người khác để đi cửa sau, lại là giúp tiểu đồ đệ đi làm giấy kết hôn. Thế này chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Có chỗ dựa lớn như vậy, đáng lẽ nên nhờ những chuyện lớn lao mới đúng. Nhưng mà ông có cách nào đây? Tiểu đồ đệ núng nịu một tiếng, cha, kiểu nào thì ông cũng sẽ giúp làm xong tất. Diệp Oản Oản nói xong, mở album trong điện thoại di động ra, bên trong là một tấm hình giấy đăng ký kết hôn Dịch Linh Quân gửi tới cho nàng, anh xem. Giấy đăng ký kết hôn tại Độc Lập Châu là một quyển sổ màu đỏ sậm, chữ bên trong thiếp vàng, ảnh chụp là một tấm ảnh chung của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn do đích thân nàng lựa chọn. Hi hi, sinh nhật này có thích không? Em biết cho tới bây giờ anh đều chưa từng tổ chức sinh nhật, nhưng mà, vẫn tự tiện chủ trương tổ chức cho anh lần này. Anh sẽ không tức giận chứ? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương hỏi. Thích, chàng trai một lần nữa cúi người, dùng sức hôn lên môi cô gái. Làm sao lại không thích? Thời khắc anh ra đời, vẫn luôn bị anh coi là bất hạnh và xúi quẩy. Nhưng mà, giờ phút này, anh lại cảm thấy vui mừng chưa từng thấy. Anh có thể xuất hiện ở trên cõi đời này, gặp được nàng. Chương 2444, tuyên cáo thiên hạ. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đi lên ủy ban phường thật sớm làm giấy đăng ký kết hôn. Sau khi nhận giấy đăng ký xong, chuyện thứ nhất Diệp Oản Oản làm là tuyên cáo thiên hạ. Bảo Bảo, mau tới đây, cùng em chụp một tấm ảnh chung. Diệp Oản Oản kéo lấy Tư Dạ Hàn, lấy ảnh nền là ủy ban phường ở phía sau, chụp chung một tấm. Sau đó, Diệp Oản Oản nhấn vào group các bạn chung của mình. Chụp giấy đăng ký kết hôn, và cả hình chung của hai người, gửi lên nhóm, sau đó đăng một dòng tin. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Diệp Oản Oản dùng nick chính, đăng trạng thái mới, tác tên rất nhiều người, bao gồm cả những bạn bè ở Hoa Quốc và Độc Lập Châu đều có. Dòng trạng thái này vừa đăng lên, mặc kệ là người Hoa Quốc bên này hay là Độc Lập Châu bên kia. Cơ hồ toàn bộ danh sách bạn bè đều như ong vỡ tổ. Cung Húc không hổ là tiểu vương tử bát quái, thành công trở thành người đầu tiên comment. Bởi vì quá mức kích động mà không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì vậy liên tiếp nhấn vô số dấu chấm than. Sau đó, Cung Húc ngay lập tức đem ảnh chụp màn hình trong group bạn chung mà Diệp Oản Oản đăng, chuyển tiếp đến group WeChat công ty. Cung Húc, mẹ nó, ai tới nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra? Diệp ca của tôi lại có thể kết hôn rồi. Dòng bình luận của Cung Húc kèm theo ảnh chụp màn hình, thành công kéo những thành viên, tàu ngầm, trong group toàn bộ đều trồi lên. Lạc thần. Phí Dương, tôi nhổ vào, cái quỷ gì vậy, Cung Húc cậu làm cái gì vậy, Photoshop à? Cung Húc, Photoshop cái giam á, đây là tin nhắn trong group bạn chung Diệp ca vừa mới nhắn đấy. Không tin tự đi mà xem. Phí Dương, tôi vừa xem rồi, là sự thực đấy. Giang Yên Nhiên, oa, Oản Oản và Tư Tổng đăng ký kết hôn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch định vị vị trí là đế đô, cô ấy trở về lúc nào? Cung Húc, tôi, đi, tự, kỷ, đây, Diệp ca trở về lúc nào vậy mà tôi lại hoàn toàn không biết. Ngay cả việc Diệp ca kết hôn cũng phải đọc thông qua group bạn bè chung, quả nhiên là tôi đã không còn là tiểu bảo bối mà Diệp ca yêu thích nhất rồi. Lạc thần, làm gì có lúc nào được như vậy? Cung Húc, đệt, Lạc thần có phải là cậu muốn đánh nhau hay không? Giờ chuyện đã đến lúc nào rồi, cậu còn lục đục với tôi,
Diệp ca sắp bị cướp mất rồi, hoa hoa hoa. Thấy cả đám sôi sùng sục, cuối cùng Diệp Mộ Phàm cũng lững thững tới chậm mà hiện thân rồi. Diệp Mộ Phàm, các người tỉnh táo một chút. Cung Húc, làm sao tôi tỉnh táo được hả? Tôi nói này Diệp Tổng, anh cũng quá đáng rồi, anh khẳng định là đã sớm biết rồi đi, tại sao còn không nói sớm cho chúng tôi biết? Phí Dương phụ họa, đúng vậy. Diệp Tổng, lần này rõ ràng là anh sai rồi. Hại cho chúng tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tống cho nghẹn một miệng đầy thức ăn cho chó. Một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Mộ Phàm, ai cần cười lạnh ha ha, các người ăn chút thức ăn cho chó như vậy mà thôi, có gì nghiêm trọng sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tư Dạ Hàn, tối hôm qua rạng sáng 12 giờ, cô ấy khăng khăng phải cho bạn trai mình một niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật, lại sai tôi lái xe đưa cô ấy đi xuyên qua cả nửa cái đế đô, lại còn trộm sổ hộ khẩu, đi khắp cả thành phố tìm pháo hoa. Xong rồi tôi còn phải nửa đêm gió rét, một mình chờ ở ven hồ giúp cô ấy bắn pháo hoa để tạo bầu không khí lãng mạn. Làm sao, các người chẳng qua chỉ phải nhìn thấy một hình chụp trong group nhóm thôi, rất ủy khuất sao? Hả? Cung Húc khục khục, chuyện này, có vẻ như là Diệp Tổng hơi bị thảm quá rồi. Phí Dương, A còng C-U-N-G Húc, Diệp Tổng tương đối thảm. Giang Yên Nhiên, Mộ Phàm ca anh chịu khổ rồi. Nếu như bọn họ chẳng qua chỉ là bị giải nhẹ thức ăn cho chó, vậy thì Diệp Mộ Phàm đại khái chính là trực tiếp ngồi ở trên núi thức ăn cho chó. Chương 2445, từ bỏ hậu cung 3000. Sau khi Diệp Oản Oản thông cáo thông qua group các bạn chung, những người ở Độc Lập Châu bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Người thứ nhất phát hiện là Bắc Đầu. Bắc Đầu trợn to hai mắt, trời má. Phong Tỷ và Tu La Chủ đăng ký kết hôn tại Hoa Quốc rồi. Đây là tốc độ tên lửa sao? Cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Đại trưởng Lão, Tam trưởng Lão và cả Thất Tinh quay sang nhìn Bắc Đầu. Đại trưởng Lão, cái gì, cái gì? Minh Chủ và Tu La Chủ đăng ký kết hôn rồi hả? Tam trưởng Lão, thật hay giả? Minh Chủ lại sẽ có thể kết hôn? Phó Minh Hy nhảy chồm hổm lên, lao qua níu lấy cổ áo Bắc Đầu, cậu nói bậy nói bạ cái gì? Chuyện này là không thể nào. Với tính tình của Minh Chủ, coi như là thích Tu La Chủ, cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng hắn. Bắc Đầu hất tay ra, cậu có nói với tôi cũng vô dụng thôi, cậu đi mà nhìn đi. Có trong group bạn chung của Phong Tỷ thì biết thôi. Dĩ nhiên, cá nhân tôi khuyên cậu không nên xem vẫn tốt hơn. Làm sao Phó Minh Hy có thể không xem, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tự mình nhấn vào group bạn bè của Diệp Oản Oản. Sau đó, thấy được dòng trạng thái ngập mùi thức ăn cho chó kia của nàng. Hình giấy đăng ký kết hôn màu đỏ hồng, và cả hình tự chụp chung của hai người. Trong hình, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia của Tu La Chủ đương nhiên không cần nhiều lời, Minh Chủ nhà bọn họ thì đang nở một nụ cười sáng rỡ. Phó Minh Hy vẫn luôn biết Minh Chủ nhà mình rất đẹp, nhưng lần đầu tiên lại nhận ra còn có thể đẹp đến như vậy. Nụ cười ấm áp mà rực rỡ kia, quả thật là giống như thiên sứ với đôi cánh trắng lộng lẫy. Tiếp đó, Phó Minh Hy chú ý tới dòng trạng thái mà Minh Chủ mình đăng lên. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Bắc Đầu thấy Phó Minh Hy sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, bất đắc dĩ nói, đã bảo cậu không nên xem rồi mà. Thức ăn cho chó này ai mà nuốt trôi được, tôi đã sắp nghẹn muốn chết rồi. Phó Minh Hy nắm chặt điện thoại di động, không có khả năng. Chuyện này là không thể nào. Rõ ràng Minh Chủ nói tâm nguyện của cô ấy là tinh thần đại hải, Bắc Đầu theo bản năng mà giáp vào câu tiếp theo. Phó Minh Hy chừng hắn, là hậu cung 3000. Bắc Đầu, hình như chính là lời Phong Tỷ của chúng ta từng nói. Đại trưởng lão và Tam trưởng lão cũng phụ họa gật đầu. Đại trưởng lão than thở, cho nên nói, vẫn là Tu La Chủ đại nhân có biện pháp mà. Tam trưởng lão, còn không phải sao. Lại có bản lĩnh để cho Minh Chủ chúng ta từ bỏ hậu cung 3000, tự nguyện nhảy vào phần mộ hôn nhân. Phó Minh Hy nghe mấy người bàn luận, tức đến sắc mặt biến thành màu đen. Bắc Đầu vỗ bả vai của Phó Minh Hy một cái, trấn an nói, tiểu Minh Hy, hẳn là trái tim cậu nát tan rồi đi. Dòng trạng thái này của Phong Tỷ chúng ta, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu có ý gì sao? Phó Minh Hy lạnh mặt, có ý gì? Bắc Đầu nói đầy ý vị thâm trường, sơn hà biển rộng. Phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Đây không phải là ý tứ hương hoa dại không thơm bằng hoa nhà sao? Rất rõ ràng là Phong Tỷ đang nói với cậu, hiện tại tỷ ấy chỉ thích một đóa hoa trong nhà này, hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài,
đã không còn có thể lọt vào mắt xanh của tỷ ấy nữa rồi. Phó Minh Hy nghe xong, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trực tiếp gào khóc lên, vừa khóc còn vừa không cam lòng, không đúng. Minh chủ chỉ đăng lên giấy đăng ký kết hôn ở Hoa Quốc, cũng không phải là ở Độc Lập Châu. Không sai, giấy đăng ký ở Hoa Quốc làm sao có thể đại biểu được gì chứ? Phó Minh Hy vừa dứt lời, liền thấy ngón tay của Bắc Đầu lướt một cái, sau đó mở miệng nói, ồ, Phong tỷ lại đăng thêm một dòng trạng thái giống nhau như đúc. Ui, không đúng, lần này dường như có thêm một tấm ảnh. À, hình như là giấy đăng ký kết hôn tại Độc Lập Châu. Phó Minh Hy. Chương 2446, hôn lễ lưu động. Dòng trạng thái đầu tiên Diệp Oản Oản tất cả mọi người trong danh sách bạn bè đều có thể thấy, dòng thứ hai, chỉ có những bạn bè ở Độc Lập Châu mới có thể nhìn thấy. Sau khi Diệp Oản Oản đăng xong, Tư Dạ Hàn cũng vô cùng phối hợp đăng hai dòng trạng thái. Phối với dòng tin của Diệp Oản Oản, anh đăng, phồn hoa là em, cảnh đẹp là em, sơn hà biển rộng cũng là em là cả thế giới của anh. Nếu như nói dòng tin tình tứ của Diệp Oản Oản khiến không ít người chua đến ê răng, vậy thì dòng tin trong nhóm này của Tư Dạ Hàn, không sai biệt lắm suýt chút nữa làm tất cả các bạn chung rớt hết cả con ngươi ra ngoài. Những người khác không dám nói lời nào, Giang Ly Hận thì lại trực tiếp bắt đầu comment ở dưới dòng trạng thái, ói hỏng bét miệng nó. Mắt chó của tôi đã tạo cái nghiệt gì mà phải nhìn thấy dòng trạng thái này vậy hả? Những lời này có thể nói là đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tạ Thiên Xuyên một bộ biểu tình thế sự vô thường, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật sự kết hôn. Giang Ly Hận bĩu môi một cái, bọn họ đây là chuẩn bị kết hôn tại Hoa Quốc. Nói chung là tôi sẽ không đi đâu. Tạ Thiên Xuyên, không biết nữa. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên gần như cùng lúc đó bị tác tên trong group. Người tác bọn họ là Diệp Oản Oản, những người bị tác tên không chỉ có bọn họ, còn có cả rất nhiều đại lão và thành viên các môn phái tại Độc Lập Châu. Sau khi tác xong tất cả mọi người, Diệp Oản Oản trực tiếp a còng tất cả, hơn nữa, nàng còn cố ý chú thích toàn bộ các tầng thân phận của mình. Sau khi quấy động Độc Lập Châu mấy lần, trên căn bản tất cả các com lê của nàng đều đã bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên đã hoàn toàn không cần thiết phải che che giấu giấu. Bao gồm cả thân phận ở Hoa Quốc bên kia, cũng đã không cần thiết phải ẩn núp. Cho nên... giờ phút này Diệp Oản Oản chú thích chính là thăng Diệp Oản Oản gạch dưới thăng Diệp Bạch gạch dưới thăng Bạch Phong gạch dưới thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới thăng Dịch Vân Mạc. Thăng Diệp Oản Oản gạch dưới thăng Diệp Bạch gạch dưới thăng Bạch Phong gạch dưới thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới thăng Dịch Vân Mạc, tháng này tôi và Bảo Bảo nhà tôi kết hôn, mọi người tới Hoa Quốc uống rượu mừng nha. Nhớ đến gửi tiền mừng, không có hiện kim cũng không sao, trực tiếp chuyển vào tài khoản tôi cũng được, hi hi. Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Thẩm Thiên Trần. Chú thích tên bắt mắt này của Diệp Oản Oản thật sự là khiến cho người ta trố mắt nghẹn họng, về phần câu đòi tiền mừng kia cũng không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, các vị đại lão lại có thể không biết có nên đăng comment ói hỏng bét hay không, vì vậy lâm vào yên lặng quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Giang Ly Hận trước tiên ló đầu ra. Giang Ly Hận, tôi nhổ vào. Hôn lễ cô xa như vậy, ai đâu rảnh rỗi thật xa chạy tới chứ. Đây không phải là vừa mất tiền, vừa tự tìm ngược sao. Giang Ly Hận comment, lần nữa đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thăng Diệp Oản Oản gạch dưới thăng Diệp Bạch gạch dưới thăng Bạch Phong gạch dưới thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới thăng Dịch Vân Mạc, ồ, vậy à, vậy cũng không sao. Nếu như mọi người không tiện tới, cùng lắm thì tối ở tại Độc Lập Châu lại cử hành hôn lễ 12 lần thôi. Mỗi cái thân phận của tôi và Bảo Bảo đều có thể dùng để cử hành một lần. Tôi tính một chút nhé, có khả năng chỉ tổ chức 12 lần cũng chưa đủ. Giang Ly Hận kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó, cô còn miệng nó đùa tôi à, tôi chỉ nghe qua biểu diễn lưu động, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hôn lễ lưu động đấy. Tư Dạ Hàn, anh còn không quản vợ mình một chút. Tư Dạ Hàn, 12 lần không quá thích hợp. Giang Ly Hận, đúng vậy, quả thật là một ý nghĩ hão huyền. Tư Dạ Hàn, nên làm cho chẵn một chút. Giang Ly Hận, chẵn. Tư Dạ Hàn, 100 lần. Tất cả các đại lão. Giang Ly Hận, anh con mẹ nó là muốn dựa vào kết hôn làm giàu, lật đổ Thẩm ra sao? Thăng Diệp Oản Oản gạch dưới thăng Diệp Bạch gạch dưới thăng Bạch Phong gạch dưới thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới thăng Dịch Vân Mạc, ôi ôi, Bảo Bảo anh thật là quá cơ trí. Tại sao em lại không nghĩ tới con đường phát tài tốt như thế cơ chứ? Giang Ly Hận, tôi sai rồi. Tôi đi Hoa Quốc, tôi lập tức mua vé máy bay đi Hoa Quốc, cầu bỏ qua cho.
Chương 2447, ngoài lề, hôn lễ. Cuối cùng, một đám người dĩ nhiên là ngoan ngoãn gửi lời chúc mừng trong group, hơn nữa còn tha thiết khuyên nhủ không cần phải tổ chức nhiều lần phiền toái như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi đến Hoa Quốc tham gia hôn lễ, hơn nữa còn mang theo tiền mừng. Tiếp đó chính là đủ loại chuẩn bị cho hôn lễ. Diệp Oản Oản từ biệt thự Kim Đô Bích Hải ở Hoa Quốc xuất giá, áo cưới ngày kết hôn đã chọn hai bộ, một bộ áo dài màu đỏ, một bộ áo cưới màu trắng. Phù dâu là Giang Yên Nhiên, Thu Thủy, Hải Đường, Medusa, phù rể bên kia là Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Tạ Chiết Chi. Diệp Oản Oản sẽ xuất giá từ biệt thự Kim Đô Bích Hải. Sáng sớm mấy cô phù dâu liền theo Diệp Oản Oản bắt đầu trang điểm. Sau đó, rất nhanh đã đến thời gian rước dâu, ngoài phòng truyền tới âm thanh náo nhiệt. Thu Thủy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khục, Tiểu Phong, mời những tên ở Độc Lập Châu kia đến Hoa Quốc, thật sự không có vấn đề gì sao? Diệp Oản Oản nhíu mày, có vấn đề gì? Thu Thủy bất đắc dĩ nói, xin can Tiểu Phong, những người này, bất kỳ người nào đều có võ thuật cao như vậy, tùy tiện người nào đặt ở Hoa Quốc đều có thể quậy đến tung trời. Nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nếu như ồn ào ai sẽ đè ép được? Diệp Oản Oản lầu bầu, hẳn là sẽ không chứ? Một bên, Hải Đường cười nói, chỉ sợ hôm nay Tu La chủ sẽ không dễ dàng vào cửa như vậy. Medusa nháy mắt một cái, đùa cợt nói, tiểu sư muội nhà chúng ta tự nhiên là không phải dễ cưới như vậy. Đây cũng là một loại khảo nghiệm nha. Đúng rồi, có phải là Hoa Quốc còn có tập tục muốn giấu giày cô dâu hay không? Giang Yên Nhiên vội trả lời, đúng vậy, tôi đang suy nghĩ nên giấu chỗ nào cho bí mật đây. Lúc này, Hải Đường xấu xa mở miệng cười, tôi có biện pháp, bảo đảm đám người chú rể bên kia tuyệt đối không tìm được. Tôi đã đặt dây khóa cột lại. Giang Yên Nhiên tò mò hỏi, cô định đặt ở đâu? Hải Đường đem váy vẩy một cái, cột trên đùi tôi. Tôi còn mẹ nó xem ai có thể tìm được. Thu Thủy cười nghiêng ngả, ha 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 ha, cô cũng quá âm hiểm đi. Một chiếc khác giao cho tôi cột. Giang Yên Nhiên ở bên cạnh quả thật là nhìn đến mặt đầy suýt xoa chuyện này. Ai có thể tìm được cơ chứ? Diệp Oản Oản xạ mặt nhìn hai cô nàng phù dâu nhà mình, nói thẳng đi, hai người các người có phải căn bản là muốn tôi không gả đi được đúng hay không? Cùng lúc đó, ngoài cửa chính biệt thự, đoàn xe rước dâu của Tư Dạ Hàn đã đến. Tư Dạ Hàn mặc một thân Âu phục đặt may riêng, nơi ngực cắm hoa chú rể, đôi chân thon dài từ bên trong xe cất bước xuống. Trong nháy mắt ngay khi chàng trai xuống xe xuất hiện tại nơi cửa, tất cả mọi người ở đối diện đứng xem đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời má, hôm nay Tu La chủ đẹp đến mức nghịch thiên rồi. Thực sự là, điên đảo chúng sinh mà chật chật. Khó trách minh chủ chúng ta bị ăn đến xít sao như vậy. Xin tỉnh táo, đừng quên chính sự của chúng ta. Đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta đang có nhiệm vụ trọng yếu trên người. Vì vậy, một đám người quả quyết ngăn ở trước cửa. Bên cạnh Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhìn một đám người đông nghịt vây lấy cửa kia, nuốt nước miếng, cửu ca, không hiểu sao tôi lại có một loại dự cảm chẳng lành. Sự thật chứng minh, dự cảm của Lâm Khuyết cũng là tương đối đúng. Sau khi Tư Dạ Hàn mang đội phù rể của anh từ trên xe bước xuống, đối mặt chính là Diệp Mộ Phàm, muốn kết hôn em gái tôi, trước qua ải này của tôi. Cung Húc khí thế hung hăng mang theo đám người Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Phí Dương, Giang Yên Nhiên, Sở Phong, muốn kết hôn Diệp ca của tôi, trước tiên cần phải qua ải này của chúng tôi. Bắt đầu mang theo đám người Thất Tinh, Phó Minh Hy, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, muốn thành thân cùng minh chủ nhà tôi, trước qua ải này của chúng tôi. Thẩm Thiên Trần dẫn theo một đám cao thủ lính đánh thuê mướn tới, muốn kết hôn nữ thần vô ưu của tôi, trước đánh thắng người của tôi lại nói. Dịch Linh Quân mặt đầy mỉm cười, ai cha, dù sao tôi chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, muốn kết hôn con gái tôi, vẫn phải tiếp nhận một chút khảo nghiệm. Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi nhìn chằm chằm gương mặt càng lúc càng đen lại của Tư Dạ Hàn, cười khẽ một tiếng, A Cửu, thân phận của vợ cậu. Có phải là hơi nhiều hay không? Khóe miệng Giang Ly Hận co rúm lại, chẳng qua chỉ hơi nhiều. Độ khó kết hôn lần này của cậu ta, phỏng chừng phải gấp trăm lần người khác. Tôi đã gây nên nghiệp gì mà lại đồng ý làm phù rể cho cậu? Tạ Thiên Xuyên than thở, làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, có cảm giác không đánh lại. Chương 2448, ngoài lề, hôn lễ 2. Trong phòng, Diệp Oản Oản đang nằm ở khe cửa nhìn lén quả thật là trợn mắt há mồm. Tôi nhổ vào,
có lầm hay không vậy? Con mẹ nó đây là thành tâm gây chuyện đấy. Vạn vạn không ngờ tới, nguyên lai com lê quá nhiều sẽ tạo nên tình huống nghiệp chướng như vậy. Tư Dạ Hàn nhìn một đám phía trước này, trên mặt cuối cùng cũng bình lặng lại. Cửu ca, thế này cũng quá đáng rồi đi. Tôi thấy căn bản là bọn họ không muốn để cho anh và cửu tẩu kết hôn đấy. Lâm Khuyết lầm bầm, kiểu này ai mà chịu nổi chứ? Vậy, có phải là không cần chuẩn bị tiền mừng nữa hay không? Giang Ly Hận khẽ cười một tiếng. Giang Ly Hận vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được một ánh mắt cũng không tính là thân thiện cho lắm của Tư Dạ Hàn. Giang Ly Hận cười ha hả, đùa thôi, tiền mừng nhất định là phải gửi. Tôi nói này, hiện tại việc cần thiết trước mắt, hẳn là chúng ta làm thế nào mới có thể an toàn hộ giá, đem chú rể đưa vào nhà. Lâm Khuyết nhìn về phía đám người Giang Ly Hận nói. Đưa vào sao? Làm sao mà đưa, nhiều người đang giữ cửa như vậy, tôi thấy là rất khó. Nếu như không được, hay là chúng ta đánh vào đi. Cậu lên đi, chúng tôi ở phía sau cổ vũ cho cậu. Ngay tại thời điểm đoàn người Tư Dạ Hàn bị cản, đột nhiên một người từ trong nhà đi ra. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh trực tiếp xuyên qua đám người cản trước cửa kia, sau đó đi tới chỗ Tư Dạ Hàn. Hôm nay ai muốn cản em rể tôi, trước qua ải này của tôi. Thấy Nhiếp Vô Danh lại có thể đi về phía Tư Dạ Hàn bên kia, mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Mẹ nó, Nhiếp Vô Danh, hắn có ý gì vậy hả? Thẩm Thiên Trần thấy vậy la hét ầm lên, này này Nhiếp Vô Danh, anh làm vậy có thấy sai sai không hả? Anh là bên đằng gái nhà Tân Nương, hẳn là nên đứng ở bên Tân Nương mới đúng chứ? Tư Dạ Hàn nhìn thấy anh rể, khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi, đại ca. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Em rể cứ yên tâm, có anh ở đây, hôm nay không ai ngăn cản được. Một bên, Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên. Khó trách bình tĩnh như thế, thì ra là có tay trong rồi. Lâm Khuyết chậc chậc chắt lưỡi, cửu ca, vẫn là anh lợi hại. Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, đám người giữ cửa nhất thời không vui, còn không ngăn được. Chỉ có mấy người bọn họ, như thế vẫn chưa đủ nhét kẽ răng có được không? Được nha. Nếu có bản lãnh thì cứ thử một chút đi, hôm nay để cho các người tiến vào dễ dàng như vậy, tên của tôi viết ngược lại. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. Không sai, muốn đi vào, không dễ dàng như vậy. Bắt đầu luôn miệng phụ họa. Ai cũng đừng hòng đi vào. Bên phía Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhất thời nổi nóng, tôi bực rồi nha. Nhiều người thì ghê gớm lắm đúng không? Không phục thì chiến, tôi cũng không tin chúng ta không thể đưa chú rể vào trong. Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh lườm Lâm Khuyết một cái, tại sao phải đánh nhau? Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức, không đánh nhau làm sao vào trong? Anh cho rằng là bọn họ sẽ để cho chúng ta qua dễ dàng như vậy sao, suy nghĩ nhiều. Nhiếp Vô Danh than khẽ có từng nghe tới một câu nói. Nói cái gì? Lâm Khuyết hỏi theo bản năng. Nhiếp Vô Danh cũng không trả lời Lâm Khuyết, mà nhanh chân đi về phía trước, thần sắc lạnh lùng, đưa tay vào trong ngực. Anh ta muốn làm gì? Không phải là muốn móc súng chứ? Không đến nỗi, không đến nỗi. Lâm Khuyết sợ hết hồn, Nhiếp Vô Danh hùng hổ như vậy, còn không phải là muốn tìm người ta liều mạng sao? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh đám người Diệp Mộ Phàm và bắt đầu, đảo mắt nhìn mọi người một vòng. Chợt, ở dưới con mắt mọi người, Nhiếp Vô Danh lấy ra một chồng bao tiền lì xì, cười hì hì các vị, cho tại hạ chút thể diện nho nhỏ. Chương 2449, ngoài lề, hôn lễ 3. Bắt đầu đem bao tiền lì xì mở ra, sau khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ 2 tệ và 5 tệ sao trong bao tiền lì xì, khóe miệng hơi co rúm lại. Sao tương đương khoảng 6.500 đồng và 16.500 đồng. Khuôn mặt Cung Húc có chút vặn vẹo, Diệp Mộ Phàm thì mặt đầy mộng bức. Thế này con mẹ nó, cũng quá xem thường người khác đi. Nhiều bao tiền lì xì như thế. Mệnh giá lớn nhất chỉ là tiền giấy 5 tệ, nhỏ nhất chính là đồng 1 tệ. Hơn nữa, tiền giấy 1 tệ chiếm 90% trở lên. Nhiều bao tiền lì xì như vậy, tổng số tiền bên trong cộng lại sợ rằng cũng chưa tới 200 tệ. Anh, đang nghiêm túc sao? Diệp Mộ Phàm nắm tờ tiền giấy 1 tệ trong tay, theo bản năng bật thốt lên. Số tiền này coi như tiền mua đường, cho chút thể diện. Nhiếp Vô Danh khẽ cười nói. Cho cái rắm chứ cho. Dù gì cũng phải có chút thành ý, không nói nhiều, một bao tiền lì xì ít nhất phải 100 tệ. Anh đưa có một đồng tiền lẻ, còn bảo chúng tôi cho anh chút mặt mũi.
Diệp Mộ Phàm cảm thấy ngực như lửa đốt. Cái tên này, con mẹ nó là anh ruột sao? 100 tệ. Chân mày Nhiếp Vô Danh khẽ nhíu lại, một bao tiền lì xì 100, nhiều bao tiền lì xì vậy biết bao nhiêu tiền. Sao các người không đi cướp luôn cho nhanh? Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tư Dạ Hàn, mọi người tại đây. Con bà nó, SpongeBob. SpongeBob là cái gì? Bỗng nhiên, bắt đầu trợn mắt há mồm hướng về phía trước nhìn lại. Đúng như dự đoán, một con SpongeBob to đùng đang đi thẳng về phía này. Hề, Lâm Khuyết nhìn chằm chằm SpongeBob chạy tới bên cạnh mình, đây là cái quỷ gì? Ai vậy? Giang Ly Hận hiếu kỳ hỏi. Tại sao ở nơi này, sẽ có người mặc đồ thú nhồi bông SpongeBob chạy tới? Tôi. Một âm thanh cũng không có tình cảm gì từ bên trong SpongeBob truyền ra. Nghe được âm thanh cực kỳ đặc thù này, thân thể Lâm Khuyết nhất thời run lên. Đây là âm thanh của cậu tạp chủng. Dịch huynh, sao anh lại mặc đồ này chạy tới? Giang Ly Hận có chút không cách nào hiểu được, làm sao lại tạo hình kiểu này vậy hả? Tôi đi đến dự hôn lễ. Dịch Thủy Hàn nói. Nhưng mà, hẳn là hôn lễ còn chưa được cử hành cơ mà. Khóe miệng Lâm Khuyết khẽ co giật. Tôi đi hơi sớm, Dịch Thủy Hàn nói. Hay nói cách khác, anh bị nhầm thời gian. Dịch Thủy Hàn đáp. Mọi người tại đây. Nơi Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn kết hôn là một công viên chủ đề hoạt hình anime. Hôm nay được bọn họ bao toàn bộ, thành viên tham gia hôn lễ, vào trong cần mặc quần áo thú nhồi bông chủ đề hoạt hình. Xem ra là Dịch Thủy Hàn lầm thời gian, đã sớm tới nơi tổ chức hôn lễ, hơn nữa còn mặc quần áo thú nhồi bông. Vậy tại sao anh không cởi ra đi? Giang Ly Hận hỏi. SpongeBob, trầm tư chốc lát, chợt đáp phiền toái. Giang Ly Hận, đúng là thật phiền toái. Cậu tử, cậu tới thật đúng lúc, nhanh giải quyết những người này, bọn họ không cho vào. Nhiếp Vô Danh hướng về, SpongeBob, hô. Chỉ bằng một tên SpongeBob. Coi như là Dịch Thủy Hàn, mặc quần áo thú nhồi bông lớn như vậy, chúng ta cũng không sợ. Nhìn tôi làm gì, anh có bản lĩnh thì cứ mặc quần áo thú nhồi bông kia tới đánh chúng tôi đi. Bắt đầu cười lạnh một tiếng. Lúc này, đại trưởng lão, tam trưởng lão, và cả đám người thất tinh hết sức ăn ý hướng về phía sau lui lại mấy bước, trở lại một mình bắt đầu cô độc đứng phía trước. Bắt đầu. Đều đứng yên đó cho tôi. Muốn ngăn cản đúng không? Hôm nay ai dám ngăn cản lão nương kết hôn, tôi cắn chết hắn. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Diệp Oản Oản ăn mặc áo cưới xách váy lao vọt ra. Mẹ nhà nó, còn có kiểu tân nương tự mình lao ra. Diệp Mộ Phàm hoàn toàn bối rối, nội dung cốt truyện này có chút không phù hợp rồi. Ôi chao, khảo nghiệm khó đi nữa cũng không chống nổi trái tim nao nức muốn gả đi. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái. Chương 2450, ngoài lề, hôn lễ 4. Cô gái giống như một vầng mặt trời nhỏ, cứ như vậy trực tiếp chạy như bay đến phương hướng của chàng trai, chiếu sáng cả thế giới nơi đáy mắt của anh. Trong mắt của Tư Dạ Hàn tràn đầy sắc màu ấm cực kỳ ôn nhu. Bất quá, thời điểm ánh mắt liếc xéo xuống đôi chân trần của cô gái, nhất thời nhíu mày lại, làm sao không mang giày. Nói xong vội cúi người đem cô gái bế lên. Tiếp đó, sau lưng truyền tới tiếng thở hổn hển của Hải Đường và Thu Thủy, trong tay của mỗi người xách theo một chiếc giày. Thu Thủy, miệng nó, làm sao cô dâu lại có thể chạy ra ngoài chứ? Có người làm cô dâu kiểu vậy sao? Hải Đường, làm sao lại không ra bài theo lẽ thường vậy hả? Cái gì mà ra bài theo lẽ thường, tôi còn muốn kết hôn có được hay không? Biết tôi khó khăn biết giường nào mới lừa được anh ấy. À nhầm, mới có thể gả cho bảo bảo nhà tôi không? Diệp Oản Oản bị Tư Dạ Hàn ôm vào trong ngực, vẫn không quên chỉ huy, ngớ ra đó làm gì? Còn không nhanh nhường đường. Vâng, thưa, Phong tỷ, bắt đầu vội vàng lăn một vòng tránh ra khỏi thảm đỏ. Cung Húc nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện cũng lập tức lúng túng, đầy đau khổ xách giỏ hoa hồng giải hoa cho nàng. Thẩm Thiên Trần và một đám lính đánh thuê cũng vậy, yếu ớt rúc về phía sau. Cho nên, cuối cùng, bởi vì cô dâu tự mình ra mặt, Tư Dạ Hàn thành công tiến vào phòng cưới. Sau khi hoàn thành một số nghi thức thành thân, mọi người liền đi tới nơi tổ chức hôn lễ hôm nay. Hôm nay, có người kết hôn ở bên trong. Bỗng nhiên, SpongeBob, Dịch Thủy Hàn nói. Làm sao có thể, không phải là chúng ta bao chọn rồi sao? Diệp Mộ Phàm thần sắc cổ quái. Không biết nữa, Dịch Thủy Hàn trả lời. Sau khi đến nơi, nhân viên phụ trách tiếp đãi liền vội vàng ra đón. Xảy ra chuyện gì,
không phải là chúng tôi bao trọn gói, sao còn có người kết hôn ở bên trong? Cung Húc hết sức bất mãn. Nghe tiếng, người phụ trách toát hết cả mồ hôi lạnh khắp người. Lai lịch đám người trước mắt này, trong lòng của hắn hoàn toàn hiểu rõ, đúng là bao trọn gói toàn bộ không sai. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Hôm nay cũng có một nhân vật VIP kết hôn. Lai lịch người ta cũng rất lớn, cũng không ai dám trêu chọc. Thật xin lỗi, quả thực vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đúng là không có cách nào. Hay là như vậy đi, hôm nay chúng tôi miễn phí toàn bộ chi phí. Xem thử có thể tổ chức tạm như vậy được hay không? Người phụ trách nói. Miễn phí, tôi thiếu chút tiền miễn phí đó của ông hả? Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận. Đây căn bản không phải là chuyện tiền bạc. Khoan đã, cho tôi hỏi chút, miễn phí là tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Nhiếp Vô Danh nhất thời tiến lên phía trước hỏi. Sau khi biết được giá cả, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía đám người Diệp Mộ Phàm, sân bãi lớn như vậy, 20 cặp kết hôn cũng đủ, kiểu cách như thế làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, sao mình lại bị trách rồi? Một lát nữa, nhớ chuyển toàn bộ tiền hoàn lại vào tài khoản của tôi, anh thấy có được không? Nhiếp Vô Danh nhìn người phụ trách khẽ cười nói. Được được được, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người phụ trách gật đầu liên tục. Nhanh nhanh tiến vào sân thôi. Nhiếp Vô Danh vung tay lên, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng đại ca giang hồ dẫn theo 500 anh em. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đi theo Nhiếp Vô Danh tiến vào nơi tổ chức hôn lễ. Hơn nữa tuân theo yêu cầu, toàn bộ đều mặc quần áo thú nhồi bông. Nguyên bản, quần áo thú nhồi bông vốn đầy đủ, chỉ bởi vì có một nhóm người khác chiếm dụng, số quần áo còn lại đã không đủ số lượng rồi. Còn người Diệp Oản Oản khẽ đảo, những khách khác cũng không yêu cầu bắt buộc, nhưng phải buộc toàn thể mọi thành viên Độc Lập Châu mặc quần áo thú nhồi bông vào. Nếu như bọn họ tại sân tổ chức hôn lễ có ý đồ xấu quậy phá gì, mặc cái này vào, ít nhất có thể hạn chế một chút. Chậc chậc, nàng thật sự là quá cơ trí. Đây quả thực là biện pháp tốt phong ấn sức mạnh của bọn họ. Chính Diệp Oản Oản cũng trang điểm kiểu, cô bé quàng khăn đỏ, Tư Dạ Hàn thì mặc đồ. Lão sói xám. Cứ như vậy, đại đội thú nhồi bông minh mông cuồn cuộn tiến vào bên trong lâu đài. Chương 2451, ngoài lề, hôn lễ 5. Nhưng mà, mới vừa tiến vào lâu đài, mọi người liền bắt đầu choáng váng. Chỉ thấy bên trong lâu đài đầy ắp cả người, dường như có người kết hôn ở bên trong. Chú rể là một chú, mèo Garfield, tân nương là thiếu nữ mặc đồ công chúa, tướng mạo cực đẹp. Trừ chú rể mèo Garfield và tân nương công chúa ra, tất cả thành viên tham gia hôn lễ đều mặc quần áo thú nhồi bông. Có chuột Mickey, vịt Donald, và nhiều thứ quỷ gì đó nhận không ra. Hả, SpongeBob, lại là ngươi, lại tới quấy rối. Vịt Donald, nhìn chằm chằm, SpongeBob, Dịch Thủy Hàn, tức miệng mắng to. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi, Dịch Thủy Hàn nhớ lộn thời gian, trước một bước đến nơi này. Tôi đoán là, làm náo loạn hôn lễ người ta. Lâm Khuyết tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giải thích. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản không khỏi che mặt, nàng đã tạo cái nghiệt gì vậy trời? Sớm biết vậy không để đường đường mời hắn tới. Bất quá, chuyện này không trách chúng ta được, vốn chính là chúng ta bao trọn gói, bọn họ lại chen chân vào làm gì? Gấu Briar, Giang Ly hận nói. Đây vốn chính là chúng ta bao trọn gói, các người mặt dày mày dạn chen vào, không đánh các người cũng là không tệ rồi. Gấu Brambo, bắt đầu hừ lạnh một tiếng. Sao, đánh chúng ta, chú rể, mèo Garfield, truyền ra một tiếng cười lạnh. Không phục à, không phục ngươi kìm nén cho ta. Nếu không phải hôm nay là hôn lễ, lão tử đã một quyền đánh chết ngươi. Gấu Brambo, quát lớn. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, lời nói này không sai, nhưng... bọn họ cũng không có trả lấy một phân tiền. Không phải người phụ trách đã nói rồi sao, toàn bộ tiền đều hoàn lại cho Nhiếp Vô Danh. Bây giờ có nói lý, cũng là bọn họ đang dùng sân khấu của người khác. Hừm, vốn là một ngày tốt lành, thật khiến cho người ta khó chịu. Chú rể, mèo Garfield, vừa dứt lời, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Diệp Oản Oản, con mèo Garfield đã dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh, gấu Brambo, bắt đầu. Thậm chí cũng không cho bắt đầu thời gian phản ứng, trong nháy mắt đã bị, mèo Garfield, đánh bay ra ngoài. Cho người ghi nhớ thật lâu, mèo Garfield, nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Diệp Oản Oản vội vàng nói. Hôm nay, là ngày vui của nàng có được không? Có thể nhịn một chút được hay không?
đã tới lúc nào rồi mà còn muốn đánh nhau? Ồ, tôi nhớ ra cô rồi, có phải là lúc trước gặp tại KFC không? Mèo Garfield nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ. Thời điểm lúc trước khi nàng trở về Hoa Quốc, mang theo đám người Thất Tinh, Bắc Đẩu và Tam Trưởng Lão, đúng là từng đi ăn ở KFC một lần. Diệp Oản Oản chợt nhớ tới, anh chàng đẹp trai, mạnh đến mức không còn gì để nói, tướng mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân kia. Nhớ mang máng, bên cạnh anh ta dường như còn có một cô gái, cô ấy gọi anh ta là, đại thần, gì gì đó. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta, lão tử liều mạng với ngươi. Gấu Brambo, Bắc Đẩu trong nháy mắt vào tới, vung quyền đánh thẳng về phía, mèo Garfield. Nhưng mà, một giây kế tiếp, gấu Brambo, lần nữa bị, mèo Garfield, tung một chiêu đánh bay ra ngoài. Đều ngớ ra đó làm gì, giúp tôi đánh hắn đi. Gấu Brambo, Bắc Đẩu hô. Nghe tiếng, một đám cao thủ không sợ minh mặc quần áo thú nhồi bông hướng về, mèo Garfield, vọt tới. Nhưng mà, khiến Diệp Oản Oản vô cùng ngạc nhiên chính là, một đám cao thủ không sợ minh bao gồm mấy vị trưởng lão ở bên trong, lại ngay cả tiếp cận mèo Garfield, còn không được. Nhiều nhất mấy hơi thở, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Người đàn ông này, làm sao lại mạnh như vậy? Không sợ minh nhiều cao thủ như vậy, ở trước mặt hắn đều biến thành hổ giấy. Ê, tên SpongeBob kia, mau nhanh quay lại đây nhận lấy cái chết. Mèo Garfield, hướng về, SpongeBob, Dịch Thủy Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Chương 2452, ngoài lề, hôn lễ 6. Khiêu khích cẩu tạp trùng. Thấy vậy, mọi người không khỏi cười lạnh, người này sợ là chưa từng chết. Mèo Garfield, vừa dứt tiếng, SpongeBob, lập tức tiến lên. Chỉ thấy, mèo Garfield, và SpongeBob, giao đấu với nhau. Chợt, đám người bên phía, mèo Garfield, Việt Donald, và chuột Mickey, cũng tiến lên đánh với Bắc Đẩu và Giang Ly Hận. Nói ra có chút mất mặt, một đám rất nhiều cao thủ mặc quần áo thú nhồi bông ôm lấy nhau đánh nhau tại chỗ, có người mất thăng bằng té ngã trên đất, vừa lăn cù cù trên mặt đất vừa đánh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Chủ yếu là bọn họ mặc đồ thú nhồi bông kiểu này. Đánh nhau như thế quá mức tức cười, vì vậy Diệp Oản Oản không hề có chút tức giận nào. Đánh nhau kiểu này, đây rõ ràng là đang tấu hài đi. Quỳnh! Một tiếng vang thật lớn, khiến cho Diệp Oản Oản trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Oản Oản, chỉ thấy SpongeBob Dịch Thủy Hàn miễn cưỡng lùi lại phía sau mấy bước. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay, Diệp Oản Oản nhìn thấy Dịch Thủy Hàn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cậu tử, cậu thế này là không được nha. Patrick Star Nhiếp Vô Danh chỉ vào Dịch Thủy Hàn cười nói. Ồ, nói như thể ngươi được lắm đấy. Mèo Garfield liếc Patrick Star, Nhiếp Vô Danh một cái, chợt dùng cái móng mèo mềm nhũn kia đánh về phía Patrick Star. Khi dễ ta không có tay. Sau khi Nhiếp Vô Danh lui về phía sau mấy bước, dường như cũng đã ôm một bụng tức. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, còn không phải sao. Cái bộ quần áo thú nhồi bông Patrick Star này quả thực không có bàn tay, chính là một con sao biển màu hồng. Ta đụng chết ngươi. Patrick Star dùng đầu hung hăng húc lấy mèo Garfield. Nhưng mà, mèo Garfield lại bắt lấy đầu của Patrick Star, Nhiếp Vô Danh. Thấy vậy, SpongeBob nhanh chóng tiến lên, đem mèo Garfield đánh lui hết mấy bước. Chợt, chỉ thấy SpongeBob Dịch Thủy Hàn, Patrick Star, Nhiếp Vô Danh và cả mèo Garfield, ba người đánh nhau loạn xà ngầu cùng một chỗ. Đệt, cậu tử, cậu đánh nhầm vào tôi rồi. Patrick Star quát lên. Tôi không thấy rõ, SpongeBob Dịch Thủy Hàn nói. Đánh cái đầu của mèo Garfield kìa. Úi, cậu đánh đầu tôi làm gì? Đầu của hắn lớn, đầu của tôi nhỏ. Cậu mù à? Ôi, ta quá béo rồi. Mèo Garfield nói. Tôi không có tay, Patrick Star Nhiếp Vô Danh nói. Tôi không thấy rõ, SpongeBob Dịch Thủy Hàn mở miệng. Nhiếp Vô Danh và Dịch Thủy Hàn cùng, mèo Garfield, xoay mòng mòng đánh nhau nửa ngày. Ngươi đấm ngực ta, ta đá đáy quần ngươi. Đánh cả buổi cũng không phân ra thắng bại. Ngược lại, gấu Brambo, Bắc Đẩu và Việt Donald đánh càng kịch liệt. Đại sư huynh, nhanh tới giúp tôi, phe con gấu này nhiều người. Việt Donald hướng về chuột Mickey, kêu gọi. Tôi đeo kính không tiện lắm. Chuột Mickey, vô tình cự tuyệt Việt Donald. Đại sư huynh, nhị sư huynh, cho xin đi, đừng có đánh nhau mà, hôm nay là ngày vui. Pikachu, hô. Pikachu. Vừa nói chuyện là một cô gái,
âm thanh vô cùng êm tai. Tiểu sư muội, phóng điện, giật chết con gấu này cho sư huynh. Vịt Donan hô. Pikachu, anh con mẹ nó thật sự cho rằng tôi có thể phóng điện 100.000 vôn có đúng hay không? Đám thú nhồi bông ở đây. Bầy thú nhồi bông độc lập châu vạn vạn không ngờ tới, ở tại Hoa Quốc này, lại còn có người có thực lực mạnh mẽ như thế. Nhất là cái con, mèo Garfield, đó, quả thật là không cách nào hình dung được, lại có thể khiến cho SpongeBob và Patrick Star đồng loạt ra tay. Chương 2453, ngoài lề, hôn lễ 7. Mẹ, con sợ, đầu của gấu Briar bị vịt Donald đánh rớt. Rất nhanh, một con Pikachu, phiên bản mini nắm lấy cái đuôi của Pikachu, khiếp sợ nói. Pikachu nhìn thấy Pikachu nhỏ bị hù dọa, nhất thời phát hỏa. Nghe tiếng, Pikachu vuốt ve đầu Pika nhỏ, sau đó khí tụ đan điền, hướng về phía mèo Garfield, gầm lên giận dữ nói, đừng đánh nữa thì anh khỏi kết hôn luôn đi. Pikachu vừa dứt tiếng, mèo Garfield nhất thời sững sờ. Trong khoảnh khắc sững sờ này, liền bị SpongeBob bắt được lỗ tai, bị Patrick Star bắt được cái mũi. Này này, ngày hôm nay ta phải kết hôn, không muốn đánh nhau. Các ngươi tới làm gì? Mèo Garfield nói. Em gái ta kết hôn. Patrick Star, Nhiếp Vô Danh nói. Mẹ của đồ đệ ta kết hôn. SpongeBob, Dịch Thủy Hàn nói. Một con thú nhồi bông mặc đồ, củ cải, đi tới trước mặt hai con Pikachu một lớn một nhỏ, mở miệng nói với mọi người, đều là hiểu lầm, xin các vị dừng tay. Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Diệp Oản Oản cũng lập tức quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Cái con gấu chết bầm, vịt Donald, nhìn chằm chằm, gấu Brambo, mắng. Con vịt chết tiệt, gấu Brambo, bắt đầu không cam lòng yếu thế. Vịt Donald, con vịt, nghe ngổ ngổ. Làm sao có cảm giác thật giống như hắn bị thua thiệt. Sau khi mọi người dừng lại, lúc này Diệp Oản Oản mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Dịch Thủy Hàn đi nhầm đám cưới, cho rằng tân nương mặc đồ công chúa là mình, mèo Garfield, là Tư Dạ Hàn. Kết quả, ở chỗ này ăn chùa uống chùa không nói, còn quấy rối hôn lễ vốn sẽ nhanh kết thúc của người ta, làm quy trình loạn lên, không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần. Xin lỗi, hết sức xin lỗi, vốn ban đầu là chúng tôi bao sân. SpongeBob cho rằng nơi này chỉ có người nhà chúng tôi. Hải Đường hướng về Pikachu, nói. Không có việc gì, đều là hiểu lầm. Chúng tôi cũng có chỗ không đúng, các người mau đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Pikachu, nói. Này, tên không tay, còn có tên mù kia, đừng có để ta lại thấy các ngươi. Mèo Garfield nói. Tên không tay Nhiếp Vô Danh, cái tên mập chết bầm, đừng có để cho ta gặp lại ngươi. Gặp một lần liền đánh một lần. Tên mù Dịch Thủy Hàn, đúng vậy. Sau khi, đại chiến thú nhồi bông, kết thúc, cuối cùng mọi người cũng quay lại lâu đài làm việc của mình. Mới vừa vào lâu đài, một đoạn nhạc sôi động trong nháy mắt vang lên. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Lúc mặt trời sắp lặn, bé phải chạy về nhà, bên mẹ tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Mẹ nó, cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Rock and Roll, Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức, làm sao lại nghe quỷ dị như vậy. Châu Bò, bắt đầu giơ ngón tay cái lên, cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Phong Tỷ, có thể không quỷ dị sao. Cô bé quàng khăn đỏ tay vác đại đao, chân đạp xe mô tô, hông đeo chai rượu mạnh, cực kỳ hợp lý. Trời má, màn mở đầu quỷ khóc thần sầu. Hích, thật ra thì cũng không nhằm nhò gì, trong hôn lễ của mèo Garfield để ca khúc chủ đề là nhạc KFC. Mọi người không nghe thấy sao? Mọi người tại đây. Cha, mẹ, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Một con sói xám nhồi bông nhỏ, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, nũng nịu mở miệng nói. Lúc này, Diệp Oản Oản vuốt ve đầu của sói xám nhỏ, một tay ôm cậu bé vào trong ngực, cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất trên đời. Chương 2454, ngoài lề, hôn lễ 8 chính văn xong. Sau đó, Đường Đường liền có thể vinh quang nói, nhóc đã tham gia hôn lễ của cha và mẹ nhóc rồi. Diệp Mộ Phàm cười ha hả. Sau khi cười xong,
Diệp Mộ Phàm lại có chút muốn khóc. Nếu như hắn dám có bầu trước khi lập gia đình, cha mẹ đã sớm đem hắn đánh gãy chân. Kết quả sau khi biết được con của Oản Oản đều đã lớn như vậy, cha mẹ lại có thể không mắng lấy một câu, lại còn mừng đến chảy nước mắt, khắp trốn mừng vui. Rất nhanh, bản nhạc Rock and Roll, cô bé quàng khăn đỏ, kết thúc, khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm vang lên, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn thay áo cưới và lễ phục, tay trong tay đi lên sân khấu, đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Hôn lễ đi vào phần kết. Khi hôn lễ sắp kết thúc, Hải Đường đi về phía Diệp Oản Oản, Vô Ưu. Có một đồ vật, đã đến lúc lấy ra giao cho cô. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ, thứ gì? Hải Đường lấy ra một chiếc USB, đưa cho Diệp Oản Oản, hôn lễ của cô, còn cần một người chúc phúc. Ai? Diệp Oản Oản hỏi. Kỳ Tu Nhiễm, Hải Đường trả lời. Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Người đàn ông ấy, đến ngày hôm nay, vẫn không hề xuất hiện. Lúc này, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai mắt nhìn nhau, chợt, Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của cô gái, sau đó nhận lấy USB bắt đầu phát. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, màn ảnh lớn phía sau sáng lên. Người đàn ông nọ thật giống như ngồi ở trong một kho hàng nào đó, người mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt mang theo một nụ cười tươi như gió xuân, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc một cái, Diệp Oản Oản liền nhận ra, đây là ở trên hòn đảo nhỏ nhốt mọi người lúc trước. Oản Oản, chào em gái của anh. Nghe được xưng hô của Kỳ Tu Nhiễm đối với mình, Diệp Oản Oản có chút ngạc nhiên. Kỳ Tu Nhiễm luôn luôn gọi mình là Vô Ưu, tại sao lại gọi là nàng Oản Oản? Đại khái là anh đã sớm đoán mình sẽ cử hành hôn lễ ở Hoa Quốc chăng? Diệp Oản Oản tiếp tục nghe hết. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm khẽ nở nụ cười, nếu như anh đoán không lầm, hôm nay hẳn là ngày em kết hôn phải không? Nói xong câu này, chàng trai hướng về phía ống kính, lại trầm mặc rất lâu. Chúc mừng em, đã có thể tìm được bến đỗ thật sự của mình. Anh cũng tin tưởng, một nửa kia của em, nhất định có thể bảo bọc em một đời, che chở em một đời. Một lát sau, chàng trai tiếp tục cười nói. Thật xin lỗi, cũng thật đáng tiếc, có khả năng anh không có cách nào tự mình hiện thân đến tham dự hôn lễ của em. Bất quá cũng còn tốt, nơi này có một ít thiết bị, có thể giúp anh lưu lại một vài thứ, để cho anh gửi lời chúc phúc đến đám cưới của em. Về phần anh, cũng không cần vì anh mà lo âu. Thật ra thì, rất lâu trước đây, anh đã có người trong lòng của riêng mình. Anh vốn muốn cho cô ấy một đời Vô Ưu, chỉ tiếc, gánh nặng anh mang theo quá nhiều, nửa đời trước đã không cách nào làm được lời hứa hẹn của mình. Bất quá, anh đã hiểu rõ, nửa đời sau, anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Hiện tại, hẳn là anh đã rời khỏi Độc Lập Châu, ở bên cô ấy. Cô ấy thích thanh thanh thản thản, không tranh quyền thế, đây cũng cuộc sống mà anh hy vọng có được. Tư Dạ Hàn, có vài thứ có được không dễ dàng. Hy vọng cậu có thể biết quý trọng, nếu như có một ngày cậu dám phụ em gái tôi, nhất định tôi sẽ nghiền xương cốt cậu thành cho. Oản Oản, nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, cũng phải luôn cười tươi nhé. Không hẹn gặp lại. Dưới khán đài, Hải Đường khe khẽ thở dài. Cuối cùng, Kỳ Tu Nhiễm vẫn không cách nào buông xuống một tia chấp niệm sao chót ở trong lòng kia. Nếu không, ở trong đoạn video chúc phúc này, tại sao lại sẽ gọi cô ấy là Oản Oản, mà không phải là Vô Ưu? Đến cuối cùng, vẫn không cách nào gọi được cô dâu của người khác một tiếng. Vô Ưu. Chương 2455, Ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 1. Độc Lập Châu, phương Bắc, nơi ít dấu chân người. Thiếu niên một thân áo trắng như tuyết, mái tóc dài đen như mực tùy ý để dài tới bên hông. Thoạt nhìn, thật giống như một vị trích tiên từ trong bức họa đi ra. Thiếu gia, chiến trường phương Nam truyền tới tin tức. Rất nhanh, một thanh niên hướng về thiếu niên đi tới. Trong mắt thiếu niên không chút dao động nào, khóe miệng nở rộ một nụ cười. Tại chiến trường phương Nam, Kỷ gia, thu hoạch toàn thắng, thanh niên nhìn thiếu niên chằm chằm, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng được. Thiếu niên ở trước mắt, ở một cái tuổi như thế này, có thể bày mưu lập kế, tính toán thần sầu, khiến cho hai thế lực cường địch của Kỳ gia bị đánh đến xoay quanh. Nhất là kế ly gián sau cùng, có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không có thiếu niên này, chiến sự của Kỳ gia, sợ rằng ít nhất cũng còn phải kéo dài thêm 2 năm. Vị thiếu niên này, là con trai trưởng của Kỳ gia Độc Lập Châu, gọi là Kỳ Tu Nhiễm. Thanh niên khó có thể tưởng tượng,
chính mình khi còn ở tại độ tuổi này của Kỳ Tu Nhiễm, căn bản chưa dứt sữa, không dành thế sự. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lại là một đẳng cấp khác, có trí tuệ cực cao, bụng dạ cực thâm sâu, thân thủ và mưu lược đều đã đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ. Ở trong mắt thanh niên, thiếu niên này, gần như thần, thiếu gia, trưởng nam Chu gia, xử trí như thế nào? Thanh niên xoay người, quan sát sơ qua chiếc dương to đằng sau. Giết! Kỳ Tu Nhiễm lạnh nhạt ra lệnh. Nghe tiếng, thanh niên sửng sốt một chút. Kỳ gia có hai tử địch lớn, Chu gia và Đồng gia. Bây giờ, bên trong chiếc dương này chính là trưởng nam Chu gia mà Kỳ Tu Nhiễm mới vừa bắt được. Tuy nói Kỳ gia đạt được thắng lợi tại chiến trường phương Nam không sai, nhưng nếu như giờ phút này giết trưởng nam Chu gia, chỉ sợ Kỳ gia sẽ nghênh đón phản công mãnh liệt của Chu gia. Đến lúc đó để cho Đồng gia ngồi ngư ông đắc lợi. Mất nhiều hơn được. Thiếu gia, giết thật sao? Thanh niên có chút không xác định, hỏi lại. Thiếu niên mặt không cảm xúc, tôi dùng thân phận A Minh thuê lính đánh thuê Đồng gia, giúp tôi hộ tống vật này, đường đi là về hướng Tây Bắc, lính đánh thuê Đồng gia sẽ không hoài nghi. Thiếu gia, đây là có ý gì? Thanh niên không hiểu. Chu gia chiến bại trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ bố trí phần lớn tai mắt tiến vào hướng Tây Bắc. Nếu như Chu gia từ chỗ đám lính đánh thuê Đồng gia, phát hiện con trai trưởng nhà mình đã chết đi, thì sẽ làm thế nào? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, thanh niên nhất thời dùng mình một cái. Vậy thì Chu gia và Đồng gia, sẽ không chết không thôi. Cho dù Đồng gia muốn giải thích, có kế ly gián trước đó của Kỳ Tu Nhiễm, Chu gia cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng là Đồng gia giết trưởng nam nhà bọn họ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Kỳ gia đều ở tại chiến trường phương Bắc, căn bản không có thời gian rút ra động thủ với trưởng nam Chu gia bọn họ. A Minh! Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía một người đàn ông trung niên. Ông lưu lại chỗ này, đem cái dương này giao cho lính đánh thuê Đồng gia. Ông nghe rõ, nhớ kỹ, ông phải cố ý bị tai mắt của Chu gia thám thính được. Đợi thời cơ chín muồi, ông có thể tự rời đi. Kỳ Tu Nhiễm nói. Đã hiểu, người đàn ông trung niên đáp lời. Giờ phút này, thanh niên rốt cuộc biết được mục đích của thiếu gia nhà mình. Cái vị tên A Minh này, chính là một vị quản sự của Đồng gia, bị Kỳ Tu Nhiễm mua chuộc. Trước đây thanh niên còn đang nghi ngờ, Kỳ Tu Nhiễm mua chuộc người của Đồng gia để làm gì. A Minh tại Đồng gia không có địa vị gì, chẳng qua chỉ là quản sự bình thường mà thôi. Theo thanh niên, hoàn toàn không cần thiết mua chuộc thứ người như vậy. Thanh niên tùy tiện giải quyết cái tên trưởng nam Chu gia vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê trong chiếc dương. Sau đó lưu lại A Minh và cái dương, chính mình thì lại đi theo thiếu niên rời đi. Thiếu gia, cao tay, nửa đường, thanh niên giơ ngón tay cái lên đối với Kỳ Tu Nhiễm, A Minh là tiểu quản sự Đồng gia, không có bất cứ nghiệp vụ nào liên quan tới lính đánh thuê. Nếu như bị tai mắt Chu gia phát hiện, Đồng gia thật sự không thể giải thích rõ ràng. Chương 2456, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 2. Thu mua A Minh, Kỳ Tu Nhiễm có hai mục đích. Dùng thân phận quản sự tổng bộ của Đồng gia để thuê lính đánh thuê chi nhánh Đồng gia, lính đánh thuê Đồng gia sẽ buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi, lại càng không cậy khóa mở dương kiểm tra để làm gì. Thiếu gia, thật không ngờ, hết thảy những thứ này đều nằm trong kế hoạch của cậu. Như vậy, trước tiên Đồng gia sẽ cùng Chu gia cá chết lưới rách. Ngày sau, Kỳ gia sẽ không lại tiếp tục bị hai nhà này uy hiếp. Rốt cuộc là cậu đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo từ lúc nào? Thanh niên nhìn chằm chằm thiếu niên vô cùng tuấn tú ở bên cạnh mình, khâm phục vạn phần. Trong lúc ngươi ngủ, thiếu niên lạnh nhạt nói. Thanh niên lúng túng cười một tiếng, chợt lại nghi hoặc hỏi, nhưng mà, thiếu gia, nếu như A Minh trở mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, một nhà già trẻ của hắn, đều đang ở trong tay ta. Cao tay, thanh niên giơ ngón tay cái lên, Chu gia và Đồng gia mấy năm nay làm sằng làm bậy tại phương Bắc, chuyện ác không chừa, hai nhà xúc sinh đáng chết còn thật sự cho rằng bọn họ vô địch cơ đấy, dám đi đắc tội Kỳ gia chúng ta. Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Dứt tiếng, thanh niên bị Kỳ Tu Nhiễm lườm một cái, mới cảm giác lời mình nói có chút vấn đề, thần sắc có chút lúng túng. Còn không đợi thanh niên giải thích, ở xa xa chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của một bé gái. Chân mày thanh niên khẽ nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía xa. Cô bé nọ mặc một bộ đồ rộng thùng thình, cả người té ngã trên đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh dao găm. Bên cạnh cô bé, là một gã đàn ông mặc đồ lính đánh thuê. Ngươi là con cái nhà ai,
nhìn ngươi cùng lắm 11 đến 12 tuổi, vì tiền thuê, vì sao phải tới tìm chết? Lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô bé bị mình đánh ngã ra đất, nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới, ta có thể trả lại cho ngươi một mạng. Thiếu gia, hình như là lính đánh thuê đào ngũ bị treo giải thưởng. Thanh niên hướng về Kỳ Tu Nhiễm nói. Loại này lính đánh thuê đào ngũ này hết sức phổ biến tại Độc Lập Châu, đều là những kẻ gây nên chuyện ác tày trời sau đó bỏ trốn, bị các thế lực treo tiền thưởng truy nã. À, cô bé kia mới bao lớn, tôi thấy là cùng lắm chỉ 11 đến 12 tuổi thôi, lại có thể đến chỗ lính đánh thuê đào ngũ tìm phiền toái, thật là chán sống mà. Thanh niên lắc đầu một cái, thiếu gia, chúng ta nhanh rời đi trước đi. Ơ thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Thấy Kỳ Tu Nhiễm đi về phía cô bé kia, thanh niên vội vàng đuổi theo. Ồ, còn có đồng bọn sao, khó trách. Nhìn thấy một gã thiếu niên chậm rãi đi tới, lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn cô bé một cái, lạnh lùng nói. Nghe tiếng, cô bé cũng quay sang nhìn thiếu niên nọ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chính mình cũng không nhận ra người thiếu niên tướng mạo đẹp mắt này. Nói cho ta biết, ai sai các ngươi tới? Hay là, bị tiền thuê làm đầu óc mê muội? Lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn thiếu niên một cái, âm thanh như hàn băng. Nhưng mà, thiếu niên cũng không để ý tới, chẳng qua chỉ đi đến bên cạnh bé gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, một đôi con người sáng rực như sao trời, cùng với cô bé bốn mắt nhìn nhau. Em, gọi là Vô Ưu sao? Thiếu niên ngữ khí đầy ôn nhu. Làm sao anh biết? Cô bé gật đầu một cái, thần sắc hiếu kỳ. 3 năm trước đây, em và Nhiếp gia chủ từng tới nhà anh. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé, quên rồi sao? Anh là, Tu Nhiễm ca ca, đôi mắt cô bé trong nháy mắt sáng lên. Đau không? Thiếu niên vuốt nhẹ gò má có chút sưng vù lên của bé gái. Không đau, cô bé yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái. Mấy người các ngươi, thật lòng muốn tìm chết sao? Lính đánh thuê đào ngũ thấy thiếu niên và bé gái lại dám ở trước mặt mình coi mình như không khí, trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên. Om sòm. Thiếu niên khẽ nhíu mày, từ trong tay cô bé cầm lấy thanh dao găm kia. Lính đánh thuê đào ngũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì phát sinh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tốc độ thanh dao găm nhanh như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền xuyên qua chỗ chí mạng trên người hắn. Một giây kế tiếp, thân thể gã lính đánh thuê đào ngũ đứng thẳng tắp ngã xuống, sau một hồi co quắp liền không còn động đậy nữa. Đến chết, trên mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng khó tin. Chương 2457, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 3. Thứ không có mắt. Thanh niên tung một cước đem thi thể lính đánh thuê đào ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé gọi là Vô Ưu, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia. Hích, Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, hỏi câu hỏi này, có chút thừa thãi. Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia người cố ý để cho Nhiếp Vô Ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, hẳn là ông ngoại Vô Ưu đang ở gần đây, nếu như Vô Ưu thật sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân. Đi thôi, Kỳ Tu Nhiễm nhìn bé gái, nở một nụ cười đầy ôn nhu. Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên. Chậm chạp không chịu đứng dậy. Khóe mắt Kỳ Tu Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày, một chiếc còn lại hẳn là bị mất trong lúc đánh nhau. Giày, rớt rồi, sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói. Không có việc gì, tới đây, Vô Ưu tiểu thư, để tôi cõng cô. Thanh niên nói với cô bé. Nhưng mà, cô bé cứ ngồi im, mãi không có động tác gì. Đứng lên, Kỳ Tu Nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói. Lập tức, sắc mặt cô bé đỏ hơn, hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, được thiếu niên cõng đi. Tu Nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Cô bé hỏi. Dẫn em về nhà, Kỳ Tu Nhiễm mỉm cười đáp. Vâng, cô bé gật đầu một cái. Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một dòng suối. Đói không? Kỳ Tu Nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi bé gái. Ừm, có một chút. Cô bé trả lời. Kỳ Duyệt, lúc này, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu. Kỳ Duyệt vội la lên. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Kỳ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỳ Tu Nhiễm giao cho cô gái,
là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không? Kỳ Tu Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé. Tu Nhiễm ca ca, anh ăn đi. Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Kỳ Tu Nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô, không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí. Làm sao có thể không đói bụng, cả ngày cũng chưa ăn gì rồi. Cách đó không xa, Kỳ Duyệt nhẹ giọng lầm bầm một câu. Sau khi thiếu nữ ăn no xong, Kỳ Tu Nhiễm lần nữa khom người cõng cô bé lên, ba người hướng về phương xa đi tới. Mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp Kỳ Tu Nhiễm năm đó, Nhiếp Vô Ưu sẽ không khỏi thất thần. Kỳ gia, hậu viên. Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái năm nào, đã sớm trở thành quá khứ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm chuyên tâm học bài, không khỏi bĩu môi, đại thánh nhân. Tới rồi. Kỳ Tu Nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, khẽ mỉm cười. Trời má, sách thánh hiền thật sao, anh đây thật đúng là muốn làm thánh nhân. Nhiếp Vô Ưu trêu đùa. Kỳ Tu Nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nói, trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân. Nhiếp Vô Ưu đến gần bên người Kỳ Tu Nhiễm, nói, người nào không biết Tu Nhiễm ca ca của chúng ta dùng từ, văn thao vũ lược cũng không đủ để hình dung. Trí tuệ của cổ nhân, sợ rằng đã sắp không theo kịp Tu Nhiễm ca ca anh rồi. Vô Ưu, anh nghe nói, gần đây em đang xây dựng một thế lực gọi là Không Sợ Minh. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Chuyện này, anh cũng biết, thiếu nữ hơi sững sờ. Sao vậy, có anh chơi với em còn chưa đủ, còn cần thêm Không Sợ Minh à? Kỳ Tu Nhiễm đến gần cô bé, một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Chương 2458, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 4. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao sáng ngời của chàng trai, đôi con ngươi gần như câu hồn đoạt phách, trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút gia tốc, mặt mũi ửng hồng. Người đàn ông này, sao lại đẹp mắt như vậy, quả thực là một lời nguyền. Chơi cái gì? Nhiếp Vô Ưu mau chóng thu hồi ánh mắt. Thấy vẻ mặt này của Nhiếp Vô Ưu, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn cứ như lúc còn bé, cưng chiều vuốt ve mái đầu của Nhiếp Vô Ưu, đều có thể thỏa mãn em. Em đói rồi, vậy anh nấu cơm cho em đi, Nhiếp Vô Ưu nói. Không biết, Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu. Nhưng anh có thể học, Kỳ Tu Nhiễm cười một tiếng, nhìn Nhiếp Vô Ưu, theo anh đi. Đi đâu, Nhiếp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi. Phòng bếp, Kỳ Tu Nhiễm dứt lời, xoay người đi về phía trước. Kỳ gia, phòng bếp. Thiếu gia. Bên trong phòng bếp, sau khi đám người làm bận rộn nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm, thần sắc kinh ngạc. Làm sao thiếu gia lại tới chỗ này? Vô Ưu tiểu thư. Chợt, mọi người hướng về Nhiếp Vô Ưu sau lưng Kỳ Tu Nhiễm chào hỏi. Thiếu gia đói không, muốn ăn cái gì, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Kỳ Tu Nhiễm nói, không cần đâu, tất cả đi xuống đi. Vâng, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đối với mệnh lệnh của Kỳ Tu Nhiễm, lại không một ai dám nghi ngờ hay trái lại. Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy, cũng chỉ còn lại mình Kỳ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu hai người. Đợi sau khi mọi người rời đi, Kỳ Tu Nhiễm lại ở trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Anh còn nhớ, em thích ăn xương sườn non giấm đường sốt tiêu. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Em thích ăn cái gì, anh cũng biết. Nhiếp Vô Ưu có chút ngạc nhiên. Kỳ Tu Nhiễm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhìn chàng trai lui cui ở bên trong nhà bếp, chẳng hiểu tại sao không hề giống một yêu nghiệt kỳ gia uy trấn Độc Lập Châu, vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài. Một chàng trai thậm chí sắp trở thành bậc đế vương thống thị toàn bộ, hoàng triều thế lực ngầm dưới lòng đất, lại không làm giá chút nào. Anh giống như chàng thanh niên nhà bên cực kỳ ấm áp, giống như tia nắng mặt trời mùa xuân, khiến cho người khác cảm thấy yên tâm vạn phần. Ở trên đời này, chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ liền tốt. Từ đầu đến cuối, mong muốn của nàng, chỉ có anh. Tu Nhiễm ca ca, anh sẽ không thật sự định xuống bếp đấy chứ? Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Có gì mà không thể? Trong tay Kỳ Tu Nhiễm cầm chiếc tạp dề làm bếp, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Anh chính là Kỳ Tu Nhiễm, nếu như thật sự xuống bếp vì em sợ là em tiêu hóa không nổi. Thiếu nữ cười nói. Đương nhiên là có điều kiện, nụ cười ấm áp như gió xuân kia của Kỳ Tu Nhiễm, khiến cho thiếu nữ như si như say. Điều kiện gì? Nhiếp Vô Ưu hỏi.
Qua đây, Kỳ Tu Nhiễm nói. Theo bản năng, Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỳ Tu Nhiễm đi tới. Giúp anh đeo đi, Kỳ Tu Nhiễm đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu. Em sẽ không giúp anh mặc đồ đâu. Nhiếp Vô Ưu nhìn Kỳ Tu Nhiễm chằm chằm, cười đều nói, nếu như là cởi ra, em còn có thể xem xét một chút. Được, trên mặt Kỳ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười vô hình. Ở trong mắt thiếu nữ, một nụ cười châm biếm này cũng không hề ôn nhu, mà tràn đầy tà mị. Thấy chàng trai từng bước một tiến đến gần mình, thiếu nữ vốn đang chiếm cứ ưu thế và quyền chủ đạo, lại trong nháy mắt hoảng hồn, ánh mắt vậy mà lại không chỗ né tránh. Sau khi chàng trai đến gần, chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô gái. Vào thời điểm Nhiếp Vô Ưu có chút không biết làm sao, Kỳ Tu Nhiễm lại đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu, ngoan nào, giúp anh đeo vào. Ừ, nha. Bất chi bất giác, Nhiếp Vô Ưu đã sớm đỏ mặt, trải qua trận tỷ đấu mới rồi, đã hoàn toàn thua trận, chỉ có thể ngoan ngoãn đeo tạp dề cho chàng trai. Bận rộn rất lâu, Kỳ Tu Nhiễm đem xương sườn non giấm đường đưa cho Nhiếp Vô Ưu, cùng với một chén cơm. Ăn thật ngon. Ăn thêm chút rau cải. Nhìn vẻ cưng chiều nơi đáy mắt chàng trai, thiếu nữ chỉ cảm thấy, thật giống như chính mình đã có cả thế giới. Chương 2459, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 5. Từ phòng bếp trở lại hậu viên, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi lất phất, vô cùng dễ chịu. Kỳ Tu Nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà, tay nâng sách Thánh Hiền, từ từ lật xem. Nhiếp Vô Ưu thì lại ngồi ở bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm chàng trai ở bên cạnh. Sách đẹp như vậy sao? Nhiếp Vô Ưu hỏi. Còn không bằng một phần vạn của em, Kỳ Tu Nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Kỳ Tu Nhiễm buông sách xuống, không sợ minh, dường như cũng không thuận lợi. Nghe lời nói này, thiếu nữ lại có chút trầm ngâm. Quả thực, trở ngại mà không sợ minh phải đối mặt, thật sự là quá lớn. Hơn nữa chạm đến lợi ích của một số thế lực lão làng, có thể nói là sinh tồn trong kẽ hở. Không có gì, thật ra cũng rất thuận lợi. Cô gái mạnh mẽ nở một nụ cười. Thuận lợi là tốt rồi. Kỳ Tu Nhiễm khẽ gật đầu. Đợi sau khi Nhiếp Vô Ưu rời đi. Khô cốt. Kỳ Tu Nhiễm hô. Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, một người đàn ông hình thể gầy gò xuất hiện. Kỳ Tu Nhiễm mắt không chớp, nhìn chăm chú sách trong tay, vừa lật xem, ngoài miệng lại nói, bất kỳ tồn tại có uy hiếp đối với không sợ minh, toàn bộ xóa bỏ, không chừa một mống. Vâng. Một giây kế tiếp, nam nhân rời đi. Thiếu gia. Kỳ Duyệt nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, bây giờ tình huống của chúng ta cũng không lạc quan cho lắm. Tàn Quân Đồng Gia và Chu Gia đã liên hệ người lãnh đạo thế lực ngầm tiền nhiệm Lý Thuần. Bây giờ không thích hợp dính vào nhiều chuyện. Chỉ bất quá, Kỳ Tu Nhiễm lại không ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ thờ ơ không đếm xỉa tới nói, làm chuyện ngươi nên làm đi. Thiếu gia, thích, được rồi, Kỳ Duyệt có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia nhà mình, chẳng lẽ đã điên rồi phải không? Trong khoảng thời gian gần đây, là thời kỳ mấu chốt nhất của thiếu gia. Có thể hoàn toàn nắm được, hoàng triều, thế lực ngầm hay không, phải xem khoảng thời gian này. Hơn nữa, Đồng, Chu hai nhà, mắt lom lom đối với Kỳ Tu Nhiễm. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước tiên trừ khử Kỳ Tu Nhiễm. Vậy mà thời khắc nước sôi lửa bỏng này, còn điều đám người khô cốt đi giúp cái tổ chức mới thành lập không sợ minh. Đêm khuya, tổng bộ của một thế lực lớn nào đó. Mấy vị cao tầng như gặp đại địch, những người này, lại có thể lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào tổng bộ, thành công tránh thoát mọi tai mắt, khiến bọn họ không có một chút tin tức nào. Đến tột cùng là làm sao làm được? Khô cốt sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh một chàng trai. Chàng trai khoác một chiếc áo khoác, tay đeo một chiếc găng tay bằng da thật. Ta nghe nói, các ngươi dùng kế, tổn thương Bạch Phong không sợ minh. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà, lại làm người ta phát rét trong lòng. Khô cốt nhìn về phía ông chủ nhà mình, một nụ cười này, chính là đại biểu người đàn ông này, đang hiếm thấy nổi giận. Bạch Phong, một vị cao tầng nhất thời cười lạnh, ta cho là ai, thì ra là người của không sợ minh. Cho là đột nhập vào tổng bộ chúng ta thì có thể như thế nào? Nói cho các người biết, nơi này đã bố trí thiên la địa võng. Tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Thiên la địa võng của các ngươi đã sớm bị xử lý sạch sẽ. Nếu không, chúng ta vào bằng cách nào? Một bên, Kỳ Duyệt lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe tiếng, sắc mặt mấy vị cao tầng nhất thời biến đổi, đùa gì thế? Kỳ Hoàng, xử trí như thế nào? Khô cốt hỏi.
Kỷ Hoàng. Nhìn thấy xưng hô đối với chàng trai nọ, con người của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại. Bọn họ gọi người đàn ông này là Kỷ, Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng, chẳng lẽ ngươi là Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ gia? Một vị cao tầng trong đám toàn thân run lên. Không có khả năng, làm sao Kỷ Tu Nhiễm lại sẽ đi cùng Không Sợ Minh, dính dáng cùng con ả Bạch Phong đó. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kỷ Tu Nhiễm là người nào? Mặc dù rất ít lộ diện tại Độc Lập Châu, rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng, từ rất sớm khi Kỷ Tu Nhiễm vẫn là một thiếu niên, hung danh của cậu ta cũng sớm đã vang dội khắp Độc Lập Châu. Sau này, tại Độc Lập Châu xóa tên, Kỷ Tu Nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Rất nhanh, tổng bộ nơi này nổi lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ bị thiêu rụi trong biển lửa. Bất cứ tồn tại nào làm tổn thương nàng, anh sẽ không tha thứ, chỉ có khiến cho chúng biến mất, không còn tồn tại. Chàng trai khoác áo khoác ngoài, tựa như khí trời có chút lạnh, anh đem áo khoác ngoài nhẹ nhàng che kín một chút. Chợt, dẫn theo mọi người chậm rãi rời đi, chưa từng quay đầu lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2460, ngoại truyện, Kỷ Tu Nhiễm 6. Độc Lập Châu. Trời đông giá rét cắt thịt, cả ngày tuyết lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay lượn phiêu vũ trên không, rơi xuống. Tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, sân nhà sau núi. Chỉ thấy, Kỷ Tu Nhiễm mặc áo khoác ngoài, mái tóc dài màu đen đã sớm tùy ý tung bay sau lưng. Giờ phút này, chàng trai ngồi xuống, tỉ mỉ chăm sóc cho những cây cải non tự tay mình trồng. Tu Nhiễm ca ca, anh đây là dự định giải giáp quy điền sao à? Sao quy ẩn giang hồ, về quê làm ruộng? Nhiếp Vô Ưu đang ngồi ở trong sân nhà, nhìn trên người Kỷ Tu Nhiễm đã dính không ít mưa tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không hiểu, vì sao chàng trai phải trồng vườn rau cải này. Giải giáp quy điền sao? Kỷ Tu Nhiễm thoáng sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Giải giáp quy điền. Nhiếp Vô Ưu cười nói. Sao vậy, đó là cuộc sống mà em mong muốn sao? Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Cuộc sống mà em mong muốn. Nhiếp Vô Ưu chống cằm trầm tư, một lát sau, nói, vài mẫu ruộng tốt, ba bữa cơm dưa muối, an nhiên đón mặt trời lặn. Thanh thanh thản thản. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, bỏ được sao? Làm sao em lại không nỡ bỏ? Ngược lại là anh đấy, bỏ được sao? Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỷ Tu Nhiễm hỏi. Nghe câu hỏi này, Kỷ Tu Nhiễm sửng sốt một chút, tương lai, cũng có anh sao? Dĩ nhiên, Nhiếp Vô Ưu nhanh chóng tiến lên. Nắm lấy cánh tay của chàng trai, bất kỳ người nào không có cũng không sao. Chỉ là không thể, không có anh. Nhưng anh không bỏ được, Kỷ Tu Nhiễm lại lắc đầu một cái. Chàng trai vừa dứt tiếng, niềm mong đợi nơi đáy mắt Nhiếp Vô Ưu, trong nháy mắt hóa thành tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Anh không nỡ bỏ để cho em phải ba bữa cơm dưa muối, không bằng thêm một phần xương sườn non giấm đường sốt tiêu, thấy thế nào? Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Nhiếp Vô Ưu. Trời má, chàng trai này, xảy ra chuyện gì? Tu Nhiễm ca ca, anh thật sự bỏ được sao, buông tha tất cả. Nhiếp Vô Ưu có chút khó tin. Tại Độc Lập Châu, anh giống như một hoàng giả quân lâm thiên hạ, cơ hồ có quyền thế đỉnh cao. Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đem áo khoác choàng lên người cô gái bên cạnh mình, không bỏ được, trừ phi dùng em để đổi. Thật sao, Nhiếp Vô Ưu đứng tại chỗ, nhìn cử động của chàng trai trước mặt. Nhìn ngắm đôi mắt khiến cho người ta si mê, muốn cuộn tròn ngủ say bên trong đó, nội tâm đã sớm bị cảm giác ấm áp hòa tan. Em nói xem, chàng trai dùng ngón tay điểm nhẹ chóp mũi Nhiếp Vô Ưu một cái. Đi vào trước đi, có chút lạnh, Kỷ Tu Nhiễm xoay người, hái một cây rau non do chính tay mình trồng, đây là do chính anh trồng. Người bên cạnh làm anh không yên tâm, sau này thường tới dùng cơm, những thứ này đều rất tươi ngon. Anh, trồng toàn bộ vì em. Nhiếp Vô Ưu thần sắc kinh ngạc. Khóe miệng chàng trai khẽ mấp máy, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Sau khi hái rau, chậm rãi tiến lên, nắm tay của cô gái, đi về phía phòng bếp. Bây giờ, tài nấu nướng của Kỷ Tu Nhiễm đã càng thêm tinh tế, sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, Nhiếp Vô Ưu đã hận không thể ăn sạch cả một mâm. Chỉ bất quá, thiếu nữ lại không thích ăn chay, chỉ ăn thịt, trừ rau cải Kỷ Tu Nhiễm trồng. Trạng vạng tối, đỉnh núi tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, từ nơi này nhìn xuống, huy hoàng khắp trốn, nhìn không sót một thứ gì. Chàng trai ngồi ở đỉnh núi, thiếu nữ ngồi ở bên cạnh của chàng trai.
vì những thứ này, anh đã nỗ lực thật lâu. Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, bắt đầu từ khi còn thiếu niên, đến nay còn chưa kết thúc. Kỳ Tu Nhiễm gật đầu. Hiện tại Không Sợ Minh của em cũng rất lợi hại. Thật kỳ quái, mấy thế lực trước đó chèn ép bọn em, vậy mà hiện tại đều biến mất toàn bộ rồi. Nhiếp Vô Ưu nói. Vậy thì tốt rồi, Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Ồ, không phải là anh làm đấy chứ? Thiếu nữ nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm. Không phải, chàng trai lắc đầu một cái. Khả nghi, Nhiếp Vô Ưu chép chép miệng. Chương 2461, Ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 7. Nếu như, em thích, hết thảy những thứ này đều có thể là của em. Kỳ Tu Nhiễm nhìn phía dưới, nhẹ giọng cười nói. Có thể là của em. Thiếu nữ cũng hướng về phía dưới quan sát, thực sự nơi đây nhìn không khác gì một hoàng triều. Nhưng anh là Kỳ Hoàng, anh cam lòng đem hết thảy mọi thứ nhường cho em sao? Nhiếp Vô Ưu trêu ghẹo. Nếu như, em muốn làm Nhiếp Hoàng, Kỳ Tu Nhiễm đáp. Nhiếp Hoàng, Nhiếp Vô Ưu liền vội vàng lắc đầu, thôi thôi, thật là khó nghe. Em làm Bạch Phong vẫn tốt hơn. Không cho thiếu nữ có cơ hội tiếp tục mở miệng, cánh tay của chàng trai dùng sức, một tay ôm lấy Nhiếp Vô Ưu bên cạnh mình vào lòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu nữ trong nháy mắt ngã vào trong ngực của chàng trai. Đợi Nhiếp Vô Ưu phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đã đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác mặt đỏ tim nhảy như vậy. Mặc dù, cũng có rất nhiều chàng trai tướng mạo đẹp mắt, nhưng loại đặc biệt như Kỳ Tu Nhiễm, không một ai có thể thay thế. Không nên quá khổ cực, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Anh mới khổ cực, Nhiếp Vô Ưu phản kích, đúng rồi, gần đây Đồng Gia và Chu Gia, và cả cái tên Lý Thuần bị anh đánh bại kia, truyền tin ra, muốn lấy mạng của anh. Anh biết chưa? Không biết, Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Hả, không biết, Nhiếp Vô Ưu có chút sửng sốt, làm sao anh lại có thể không biết, quá nguy hiểm. Anh sẽ không quá để ý những lời nói vớ vẩn của đám A Miêu A Cẩu. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Thiếu nữ mặt đầy lo âu. Kỳ Tu Nhiễm đáp. Sắc mặt của anh, cảm giác có vẻ không được tốt cho lắm. Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Kỳ Tu Nhiễm. Có thể là do trời giá rét, chúng ta trở về đi thôi. Kỳ Tu Nhiễm đứng dậy, vô cùng tự nhiên nắm tay của cô bé, chợt rời khỏi nơi này. Vài ngày sau, tổng bộ thế lực Kỳ Hoàng, bên trong thư phòng. Kỳ Hoàng, Khô Cốt bước nhanh đến. Nói, Kỳ Tu Nhiễm nói. Là chuyện liên quan đến Vô Ưu tiểu thư, thần sắc Khô Cốt có chút do dự. Khô Cốt vừa dứt tiếng, chân mày chàng trai nhất thời nhíu lại, thế nào? Vô Ưu tiểu thư, bị Chu gia, Đồng gia, và cả đám người Lý Thuần gài bẫy. Bị bắt, Khô Cốt báo cáo đúng sự thật. Nghe tiếng, chàng trai từ trước đến giờ vốn luôn trầm tĩnh lạnh lùng, bỗng đứng bật dậy, trong mắt hiện ra hàn băng và hung ác chưa bao giờ có, trên trán nổi gân xanh. Tay anh, đặt ở trên bàn đọc sách, như là muốn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng, rầm, thật lớn vang lên, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bàn đọc sách đã nát bấy. Kỳ Hoàng. Khô Cốt cực kỳ hoảng sợ. Đời này, lần đầu tiên hắn thấy ông chủ nhà mình gần như đã mất đi lý trí. Kỳ Hoàng cho tới bây giờ luôn giỏi bày mưu lập kế, chưa từng rơi vào trạng thái như hôm nay. Là ai, để lộ ra ngoài, chàng trai mặt không cảm xúc. Khô Cốt có thể cảm nhận được, anh đang cố gắng áp chế dã thú sắp vượt ngục khỏi tù đầy nơi sâu xa trong nội tâm. Kỳ Hoàng, căn bản không một ai biết quan hệ giữa ngài và minh chủ Không Sợ Minh Bạch Phong. Tôi nghĩ, hẳn là thời điểm Vô Ưu tiểu thư tới tổng bộ chúng ta, bị người của chúng ta nhìn thấy. Sau đó, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Khô Cốt vội vàng giải thích nhanh. Điều tra ra, giết không tha. Chàng trai ra lệnh. Vâng. Không Sợ Minh bên kia, tình hình như thế nào? Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục hỏi. Người của Không Sợ Minh, cũng không biết Vô Ưu tiểu thư bị bắt. Chu gia, Đồng gia và cả Lý Thuần, lần này đã bỏ ra vốn liếng rất lớn. Nói cách khác, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, chết mười mấy vị cao tầng. Vô Ưu tiểu thư đánh tới kiệt sức, bởi vì đối phương quá hèn hạ, số người cũng quá nhiều. Khô Cốt nói. Vào giờ phút này, chàng trai tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng Khô Cốt lại có thể cảm nhận được, một bầu lệ khí đã không cách nào át chế kia. Chương 2462, Ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 8. Lấy ra, Kỳ Tu Nhiễm đưa tay về phía Khô Cốt. Kỳ Hoàng, lấy cái gì? Khô Cốt đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được.
tin tức Lý Thuần và hai nhà Chu Đồng chuyển đến cho ta. Chàng trai nói, chuyện này, lập tức, chân mày khô cốt nhíu chặt lại, Kỳ Hoàng, làm sao biết? Vô Ưu và bọn họ, không thù không oán. Lý Thuần bắt Vô Ưu, còn không phải là buộc ta hiện thân. Nếu bọn họ thực hiện vô cùng bí mật, dĩ nhiên là sẽ chuyển đến cho ta bức thư chứa đầu mối. Nếu không, bọn họ trói Vô Ưu lại có ý nghĩa gì? Chàng trai phân tích, Kỳ Hoàng, nhưng mà, khô cốt có chút do dự. Không nên để cho ta lặp lại lần thứ hai, chàng trai đã đứng cạnh biên giới mất lý trí. Cuối cùng, khô cốt thở dài, đem bức thư đưa cho Kỳ Tu Nhiễm. Sau khi xem thư xong, Kỳ Tu Nhiễm nói, bất luận người nào, đều không nên khinh cử vọng động, ta sẽ đến nơi hẹn. Cái gì? Khô cốt kinh hãi đến biến sắc, cái gì? Đến nơi hẹn, đây là cuộc hẹn đòi mạng đấy. Kỳ Hoàng, ngàn vạn lần không thể. Bọn họ hao tốn sức chín châu hai hổ bắt cóc Vô Ưu tiểu thư, chính là buộc ngài đi vào khuôn khổ. Nếu như ngài thật sự đi đến nơi hẹn, chắc chắn phải chết. Khô cốt vội vàng ngăn cản. Chỉ cần nàng không có việc gì, ta không có gì hối tiếc. Chàng trai lẩm bẩm trong miệng. Đây là sai lầm duy nhất đời này của anh, nhưng mà chỉ một lần, lại tạo thành sai lầm lớn không cách nào vãn hồi. Không, Kỳ Hoàng, nếu như ngài đi, ngài và Vô Ưu tiểu thư, sợ rằng đều. Chỉ cần ngài không đi, tạm thời Vô Ưu tiểu thư sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, mục tiêu của bọn chúng chỉ có ngài. Khô cốt nói. Không nên để cho ta lặp lại một lần nữa. Chàng trai lạnh lùng nói. Kỳ Hoàng. Cút. Khô cốt chỉ có thể cắn răng lui ra. Trong một mật thất nào đó. Toàn thân thiếu nữ đầy vết máu, tay chân bị trói lại, tinh thần coi như không tệ, lạnh giá âm trầm chằm chằm nhìn mọi người tại đây. Chỉ là không biết. Kỳ Tu Nhiễm, rốt cuộc có quan tâm tính mạng của ngươi hay không? Gã đàn ông cao lớn nhìn Nhiếp Vô Ưu, lạnh giọng nói. À, nghe nói quan hệ giữa Bạch Phong và Kỳ Tu Nhiễm không tệ. Coi như Kỳ Tu Nhiễm không quan tâm mạng của cô ta, lần này chúng ta thừa cơ nuốt không sợ minh, cũng có thể giúp phát triển thế lực. Gia chủ Đồng gia nói. Năm đó, Kỳ Tu Nhiễm bày bố sát hại con ta, lần này, chắc chắn ta sẽ nghiền cốt hắn thành cho. Chỉ bằng các ngươi. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm đám người Lý Thuần và Chu gia Đồng gia, lạnh giọng cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, nếu như không có người ở trong tay chúng ta, có lẽ thật đúng là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nhưng có ngươi, mọi chuyện đều đã khác. Lý Thuần liếc nhìn Nhiếp Vô Ưu một cái. Ta, Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái, xem ra, thật là khiến cho các ngươi thất vọng. Ta và Kỳ Tu Nhiễm, chẳng qua chỉ là quan hệ trên phương diện làm ăn. Đoạn thời gian gần đây, không sợ minh và Kỳ Hoàng bên kia có chút hợp tác. Xem ra, các ngươi cũng chưa điều tra rõ đã tùy tiện hành động. Nhiếp Vô Ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt thấy rõ. Kỳ Tu Nhiễm, em không cho phép anh tới. Ngàn vạn lần đừng tới. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng Nhiếp Vô Ưu đã nôn nóng vạn phần. Gia chủ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xông vào, Kỳ Tu Nhiễm đến rồi. Thật sao? Ánh mắt gia chủ Đồng gia sáng lên. Ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ có một mình hắn. Người đàn ông trung niên nói. Được, tốt vô cùng. Gia chủ Chu gia đầy hưng phấn, con trai. Rốt cuộc cha có thể báo thù cho con rồi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu sững sờ tại chỗ. Anh ấy, vậy mà lại tới. Anh ấy bị ngốc sao? Không biết đây là tình cảnh phải chết sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Người trung niên mở cửa phòng. Chàng trai khoác chiếc áo khoác ngoài, mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa, có tiện để cho ta vào trong sao? Ha ha ha, Kỳ Hoàng, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, chúng ta đều đang chờ ngươi đây. Gia chủ Đồng ra cười nói. Chương 2463, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 9. Chàng trai siết chặt chiếc áo khoác trên người. Chợt. Không có bất kỳ do dự nào, nhanh chân đi vào trong căn phòng. Dầm. Kỳ Tu Nhiễm vừa tiến vào, cửa phòng liền bị người ta đóng chặt lại. Kỳ Tu Nhiễm, tại sao anh lại tới đây, có phải là anh ngốc hay không? Nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm, thiếu nữ đã rơm rớm nước mắt. Anh ấy, sẽ chết. Nhưng mà, chàng trai cũng không hề đáp lại lấy một lời, đảo mắt nhìn qua đám người một vòng, không biết, các vị dùng loại phương pháp này hẹn ta tới đây, có chuyện gì quan trọng? Thì cũng chẳng có chuyện gì, bất quá đã lâu không gặp Kỳ Hoàng, hết sức nhớ nhung.
chủ yếu là muốn ôn chút chuyện, Lý Thuần nói. Hừ, gia chủ Chu gia hừ lạnh một tiếng, Kỳ Thu Nhiễm, năm đó người giết chết con ta, giá họa cho đồng gia, để cho ta và đồng gia lưỡng bại câu thương. Hẳn ngươi không ngờ tới, mình cũng sẽ có hôm nay. Nghe lời nói này, khóe miệng Kỳ Thu Nhiễm khẽ nhếch lên, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, là các ngươi quá ngu, chỉ như vậy mà thôi. Ha ha, giờ đã đến lúc nào rồi, ngươi còn mạnh miệng như thế. Được, ngươi có thể vì ả đàn bà này tới chịu chết, ta cũng kính ngươi là một tên nam tử hán. Năm đó ngươi giết con ta, ngày hôm nay ta liền muốn nữ nhân này, chết ở trước mắt ngươi. Gia chủ Chu gia dứt lời, hướng về phía người đàn ông trung niên ở bên cạnh ra lệnh, trước chọc mù một con mắt của ả cho ta, coi như là tặng lễ ra mắt cho Kỳ Hoàng. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, dao găm trong tay trong nháy mắt đâm thẳng về phía Nhiếp Vô Ưu. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu có thể cảm nhận được thanh âm dao găm xé gió, khiến cho người ta kinh hãi. Cơ hồ theo bản năng, thiếu nữ nhắm hai mắt lại. Phập, là âm thanh hung khí cắm vào trong da thịt. Trên mặt của cô gái, cảm nhận được mấy giọt máu nóng bỏng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu mở hai mắt ra, một màn trước mắt, lại khiến cho con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại. Chàng trai ngăn ở trước người của nàng, tóc dài tung bay, chẳng qua là, mái tóc đen như mực kia, cũng đã có vết máu dính vào. Dao găm xuyên qua lòng bàn tay của chàng trai, tí tách, từng giọt máu thuận theo đầu ngón tay Kỳ Tu Nhiễm nhỏ xuống trên mặt đất. Tu Nhiễm ca ca. Trong lúc nhất thời, nước mắt Nhiếp Vô Ưu đã không cách nào áp chế. Chàng trai quay đầu, khóe miệng vẫn vậy, nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp với thiếu nữ. Vẫn là nụ cười quen thuộc như vậy, nơi đáy mắt giạt rào vô vàn ôn nhu, phảng phất như vẫn còn là cậu hàng xóm nhà bên với nụ cười tỏa nắng năm nào. Ha ha ha, không hổ là Kỳ Hoàng. Nếu như không phải là trận doanh bất đồng, Kỳ Hoàng, ta thật sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Sau khi ngươi chết, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi hậu táng, ngươi đúng là một người đàn ông đích thực. Lý Thuần hướng về Kỳ Tu Nhiễm nói. Người đàn ông với thân phận tôn quý này, lại dùng bàn tay của mình, giúp cô gái đỡ lấy một dao chí mạng. Lập tức, Kỳ Tu Nhiễm tung một chưởng đánh bay gã đàn ông trung niên, cũng không quay đầu, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Ưu, nhìn những vết thương trên người nàng, chàng trai khẽ hỏi, rất đau phải không? Không đau, em không đau, anh đi mau đi. Kỳ Tu Nhiễm, anh đi đi. Thiếu nữ dùng hết tất cả khí lực, hướng về chàng trai hô lên. Nhưng mà, một giây kế tiếp, chàng trai lại ôm lấy cô gái, thật có lỗi. Là anh không tốt. Không mà, thật sự là không mà. Nước mắt làm ướt cả áo khoác ngoài của chàng trai, thiếu nữ cuộn tròn trong ngực của anh, liều mạng lắc đầu. Vô Ưu, đừng sợ, vô luận em ở đâu, trải qua cái gì, anh đều sẽ ở bên em. Chàng trai khẽ cười nói. Em không sợ, chỉ cần anh ở đây, em sẽ không sợ. Tu Nhiễm ca ca, em không sợ. Nhưng nếu như kết cục là chết, em không hy vọng anh cũng đi theo. Ở trong ngực của chàng trai, cho tới bây giờ cô gái vẫn chưa từng buông lỏng tinh thần. Không sợ minh chủ Bạch Phong kiên cường, ở bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, từ đầu đến cuối vẫn luôn là cô bé năm nào. Nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ chảy nước miếng, mệt mỏi sẽ để cho chàng trai cõng lấy nàng sau lưng, mặt sẽ đỏ. Sẽ làm nũng. Cho dù chết, anh cũng vẫn luôn ở bên em, chàng trai nói. Chương 2464, ngoại truyện Kỳ Tu Nhiễm 10. Trong mắt thiếu nữ chan hòa nước mắt, nhìn chằm chằm chàng trai, em không muốn để cho anh chết. Vô Ưu, anh sẽ không để cho em chết. Chàng trai cho thiếu nữ một nụ cười yên tâm. Không cho Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm nói cho anh biết, là ai làm tổn thương em. Không quan trọng, thiếu nữ cười lắc đầu. Với anh mà nói, quan trọng, Kỳ Tu Nhiễm mặt không chút thay đổi nói. Chợt, ánh mắt thiếu nữ, rơi vào trên người gã đàn ông trung niên mới vừa cầm dao nọ. Phải không? Lúc này, Kỳ Tu Nhiễm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn ta. Ha ha ha, Kỳ Tu Nhiễm, có phải là ngươi không ý thức được tình cảnh và hiện trạng của mình hay không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, không sợ chút nào. Hắn ta vừa dứt tiếng, cả người Kỳ Tu Nhiễm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới bên cạnh hắn ta. Xoẹt. Không có bất kỳ lời nói nhảm dư thừa, tay phải Kỳ Tu Nhiễm phất lên, một giây kế tiếp, máu tươi phun ra. Nụ cười trên mặt gã trung niên lập tức nhanh chóng cứng đờ, liền bị sự hoảng sợ thay thế. Hai tay gã trung niên che lấy cổ, máu tươi vẫn như cũ không cách nào ngừng.
Người đàn ông trung niên bị Kỳ Tu Nhiễm cắt đứt yết hầu, cho đến chết, hắn cũng không rõ ràng là Kỳ Tu Nhiễm làm sao làm được. Kỳ Tu Nhiễm lãnh đạm thờ ơ nói, tình cảnh của ta, và việc ngươi tổn thương nàng, không có bất cứ liên quan nào. Ha ha ha, không hổ danh là Kỳ Hoàng. Đều nói Kỳ Hoàng thực lực cường đại, vốn tưởng rằng là tin đồn nhảm. Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy Kỳ Hoàng tự mình ra tay, coi như là mở rộng tầm mắt. Lý Thuần cười vỗ tay. Kỳ Tu Nhiễm cũng không đáp lại, xoay người đi tới bên người cô gái, dùng dao găm cởi trói cho cô. Còn có thể đi sao? Kỳ Tu Nhiễm hỏi nhỏ. Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái, không được. Hiện tại em, không thể nhúc nhích. Tới đây, Kỳ Tu Nhiễm khom người xuống. Không được, Tu Nhiễm ca ca. Em van anh đấy, anh đi đi, nếu như không mang theo em tin rằng, anh có thể an toàn rời đi. Nhiếp Vô Ưu không nỡ. Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, một tay giữ lấy cô gái, cõng cô lên người. Kỳ Tu Nhiễm, đây là lần đầu tiên ta thấy người cúi đầu khom người. Vì một ả đàn bà, đáng giá sao? Dù phải đổi bằng tính mạng, hàn quang trong mắt Lý Thuần lóe lên. Chỉ bất quá, chàng trai cũng không đáp lời, cõng thiếu nữ ở sau lưng, từng bước một tiến về phía trước. Giết! Lý Thuần ra lệnh một tiếng. Ánh đao kiếm ảnh, thật giống như một vòng tuần hoàn vô hạn lóe lên. Chàng trai xuất thủ, giống như giao long xuất hải, trong nháy mắt đánh bay mấy người gần nhất. Một đám ngu xuẩn, xương sườn mềm của Kỳ Tu Nhiễm là Bạch Phong, Lý Thuần cười lạnh nói. Nghe tiếng, mọi người thay đổi mục tiêu, chém về phía Nhiếp Vô Ưu. Phập! Không bao lâu, trên người chàng trai đã dính đầy máu tươi, áo khoác ngoài nhuộm đỏ một màu máu. Thân thể chàng trai khẽ run, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tu Nhiễm ca ca, không nên hành hạ em như vậy. Đừng có tiếp tục ngăn cản đao giúp em. Em van anh đấy, ở sau lưng chàng trai, thiếu nữ đã sớm khóc không thành tiếng. Lập tức, chàng trai quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười ôn nhu, anh không đau. Anh không đau, nhưng em đau, thiếu nữ cuồng loạn. Vô Ưu, anh sẽ dẫn em đi ra. Sau một hồi yên lặng, chàng trai mở miệng nói. Kỳ Tu Nhiễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, làm sao ngươi có thể còn sống mà đi ra khỏi đây. Lập tức. Lý Thuần nhảy lên một cái, dao găm trong tay đâm thẳng về phía sau lưng Nhiếp Vô Ưu. Dưới con mắt mọi người, Kỳ Tu Nhiễm trong nháy mắt xoay người. Phập, một tiếng, dao găm đâm vào lồng ngực của Kỳ Tu Nhiễm. Lý Thuần, ngươi cho rằng là, ngươi thắng rồi sao? Chàng trai mặt không đổi sắc nói. Chương 2465, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm 11. Không phải sao? Lý Thuần cười lạnh, máu của ngươi thật sự rất nóng nha. Động thủ, Kỳ Tu Nhiễm lạnh lùng ra lệnh. Nghe tiếng, Lý Thuần sửng sốt thấy rõ. Còn không đợi Lý Thuần phục hồi lại tinh thần, mấy tên cao thủ đi theo hắn ta, trong mắt nhất thời lóe lên hàn quang, dao găm trong tay, trong nháy mắt hung hăng đâm vào sau lưng của Lý Thuần. Ngươi, các ngươi! Lý Thuần hoảng sợ xoay người lại, nhìn chằm chằm hai vị tâm phúc. Xin lỗi, chúng ta đã sớm là người của Kỳ Hoàng rồi. Một tên tâm phúc trong đó lạnh lùng nói. Phập. Một người khác, tựa như không muốn nói nhảm, dao găm đâm xuyên qua cổ của Lý Thuần. Thấy vậy, gia chủ hai nhà Đồng, Chu Giận tím mặt. Cái tên Kỳ Tu Nhiễm đáng chết. Thực lực của Lý Thuần cực mạnh, tại Độc Lập Châu nằm trong nhóm đứng đầu, lại cộng thêm bọn họ người Đông thế mạnh. Coi như vài tên tâm phúc của Lý Thuần là người của Kỳ Tu Nhiễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bày kế đợi cho Lý Thuần buông lỏng cảnh giác, đâm một đòn chí mạng. Kỳ Tu Nhiễm vẫn đang luôn chờ đợi, hắn vậy mà lại có thể dùng mạng của mình đánh cược. Tên xúc sinh này, từ khi vừa mới bắt đầu vào cửa, cũng đã chuẩn bị xong. Đáng tiếc cho Lý Thuần, cho là chính mình hoàn toàn thắng Kỳ Tu Nhiễm, nhưng từ đầu đến cuối lại bị Kỳ Tu Nhiễm đặt bẫy. Cho dù đây là tình thế tất phải chết, Kỳ Tu Nhiễm dùng mạng mình đi đánh cược. Nhưng hắn, thắng cuộc. Lý Thuần đã chết, những người còn lại, căn bản không đủ nhìn. Kỳ Hoàng. Nhìn thấy thân thể Kỳ Tu Nhiễm lảo đảo muốn ngã, hai vị tâm phúc có chút nôn nóng. Không cần quản ta, Kỳ Tu Nhiễm liếc nhìn gia chủ Chu gia và Đồng gia một cái, để cho bọn chúng nếm hết. Tất cả thống khổ trên đời này. Dứt lời, chàng trai cũng không quay đầu lại, cõng lấy thiếu nữ sau lưng, rời khỏi nơi này. Tuyết lớn bồng bềnh, mỗi một bước của chàng trai, lộ rõ vẻ mệt nhọc. Tu Nhiễm ca ca, thả em xuống. Thiếu nữ giãy giụa. Cuối cùng, thiếu nữ tránh thoát,
chàng trai thì lại chậm rãi ngã vào trong đống tuyết. Trên khuôn mặt tuyệt sắc của anh, tràn đầy vui vẻ yên tâm, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của người thiếu nữ, sợ không? Sợ, em sợ anh chết, Kỳ Tu Nhiễm, anh là đồ ngốc. Thiếu nữ đưa tay đem Kỳ Tu Nhiễm ôm vào trong ngực, nếu như, anh chết. Em sống, còn có ý nghĩa gì? Anh không nên tới. Nghe tiếng, chàng trai chợt yên lặng, cũng không tiếp tục đáp lại. Nhưng nếu như em chết, anh sống, lại còn ý nghĩa gì? Nửa tháng sau, Kỳ Tu Nhiễm, anh thực sự là quá trâu rồi. Hải Đường nhìn chằm chằm chàng trai đã có thể xuống giường đi lại, ca thán. Thế nào, Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Suýt chút nữa chết chùm cả hai. Hải Đường nói. Chỉ xem kết quả là được rồi. Kỳ Tu Nhiễm nói. Kỳ Tu Nhiễm, tôi hỏi anh. Vô ưu, đối với anh mà nói, rốt cuộc là cái gì? Sau một hồi, Hải Đường híp hai con ngươi, nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại. Anh không cần chia sẻ cùng bất luận kẻ nào. Hải Đường. Đang nói, Nhiếp Vô Ưu xách theo một đống lớn cơm hộp đi vào. Ánh trăng sáng của anh tới rồi, tôi chuồn đây. Hải Đường cười một tiếng, xoay người rời đi. Tới rồi, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Nhanh tới dùng cơm ngon em làm cho anh đây. Nhiếp Vô Ưu cười nói. Kỳ Tu Nhiễm lần nữa yên lặng quay trở lại trên giường, nhìn thiếu nữ giúp anh mở hộp cơm ra. Đây là canh gà ác, để anh bồi bổ máu. Còn có đồ xào, Nhiếp Vô Ưu nói. Nhiếp Vô Ưu cầm muỗng lên, há miệng. Kỳ Tu Nhiễm. Ăn ngon sao, thiếu nữ mặt đầy mong đợi. Nhìn thấy em, anh đã mất đi vị giác, đã không cách nào thưởng thức mỹ vị của thức ăn. Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Chương 2466, ngoại truyện, Kỳ Tu Nhiễm, xong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Nàng theo ông ngoại vào Nam ra Bắc, anh thi triển nguyện vọng, không ngừng mở rộng bản đồ thế lực Kỳ gia. Mặc dù hai người bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Thiếu nữ tuổi còn quá nhỏ, đối với tình cảm ngây thơ mà u mê, nhưng anh lại không nóng vội. Cuộc đời còn lại rất dài, anh và nàng còn có quá nhiều thời gian. Anh cũng tự tin, tiểu Vô Ưu của mình, sẽ không dễ dàng siêu lòng vì một người đàn ông khác. Nhưng mà, mọi thứ anh đều tính kỹ, nhưng không tính được ý trời. Kỳ Hoàng, thân thể của ngài, sợ rằng, lão giả bên cạnh Hải Đường, nhìn chằm chằm chàng trai, chân mày nhíu lại. Sau khi chàng trai biết được tình hình thân thể của mình, thì a.uyi.nful.l.ne cũng không nói thêm gì, phảng phất như hết thảy những thứ này, đã sớm dự đoán trước từ lâu. Khích, đúng là tài hoa bạc mệnh mà. Sau một hồi, lão giả đầy thương tiếc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Minh bạch, chàng trai yên lặng rất lâu, khổ sở cười, xoay người rời đi. Kiếm khách có kiếm, văn nhân có bút. Sau này, Kỳ Tu Nhiễm sẽ không còn có Nhiếp Vô Ưu. Xem ra, ông trời cũng không cho phép, bên trong tương lai của nàng có anh. Kỳ Tu Nhiễm. Thấy chàng trai rời đi, Hải Đường nhanh chóng đuổi theo, anh nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe tiếng, chàng trai dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người Hải Đường, nhưng tôi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Rất nhiều chuyện, chẳng lẽ còn quan trọng hơn so với mạng của anh à? Hải Đường vội la lên. Như vậy, nằm ở trên giường, trời cao sẽ không thu lấy mạng của tôi sao? Kỳ Tu Nhiễm chỉ về phía bầu trời. Tôi đi nói cho Vô Ưu. Rất nhanh, Hải Đường lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, không cần. Kỳ Tu Nhiễm, anh có ý gì? Chuyện lớn như vậy, Vô Ưu không có quyền được biết sao? Chân mày Hải Đường nhăn lại. Tăng thêm phiền não, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng trả lời. Rốt cuộc anh có ý gì, anh dự định lừa gạt Vô Ưu, sau đó đẩy Vô Ưu rời đi. Hải Đường hỏi. Kỳ Tu Nhiễm yên lặng không đáp. Kỳ Tu Nhiễm, anh thật vĩ đại, anh nghĩ mình là ai? Anh thật sự xem mình như là nam chính trong chuyện ngôn tình ngược rồi sao? Những chuyện vĩ đại tự mình gánh vác, sau đó một mình cô độc hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này. Hải Đường cả giận nói. Mỗi một người, đều có quyền lựa chọn, không liên quan tới vĩ đại. Chàng trai nói xong, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Trên hải đảo, trong kho hàng cũ nát, chàng trai chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch. Anh thật giống như vừa mơ một giấc mơ, đã mơ thấy lần đầu gặp gỡ, đã mơ thấy khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đã mơ thấy cả sự cô độc và tuyệt vọng. Rất nhanh,
Chàng trai hơi có chút phí sức sửa sang lại áo sơ mi trắng trên người mình một phen, nhìn vào ống kính, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ấm áp. Chúc em tân hôn hạnh phúc. Lúc nói chuyện, trong mắt của chàng trai, có từng tia chấn động. Anh cúi đầu xuống, không muốn để cho ống kính bắt được chút tâm tình nào của mình. Hồi lâu sau, lúc này chàng trai mới một lần nữa đối mặt với ống kính. Không hẹn gặp lại. Bờ biển, chàng trai điều chỉnh cơ thể mình sang một tư thế thoải mái một chút. Anh còn nhớ, rất nhiều năm trước, chính mình và cô gái kia, đã từng ngồi ở bờ biển như vậy, ăn bento tiện lợi, trò chuyện về tương lai. Cảm thụ gió biển thổi lất phất, trong đầu của chàng trai, lại lần nữa bắt đầu nhớ lại những hình ảnh trong giấc mộng. Kỳ ra, mặt trời chói chang trên cao. Bé gái ôm lấy một cái nồi lớn, mồ hôi đã sớm ướt sũng khắp cả người. Chợt, cô bé dùng nhánh cây đỡ lấy cái miệng chiếc nồi sắt to lớn kia, trộm không ít thức ăn từ phòng bếp Kỳ ra làm mồi dụ, nhét vào phía dưới nồi. Một lát sau, đặt mồi nhử xong, bé gái trốn phía sau đại thụ. Trong tay cô bé giữ lấy một sợi dây, cô bé vốn định dùng chiếc nồi lớn này bắt mấy con chim nhỏ phía sau núi ở Kỳ ra, nhưng mà đợi đã lâu, lại cũng không thấy con chim nào mắc bẫy. Ngay chính thời điểm cô bé bắt đầu buồn ngủ, một đứa bé trai cầm một quyển sách trong tay, đi tới trước cái nồi lớn, hơi sững sờ, nhìn bốn phía một chút, cũng không thấy ai, chỉ thấy đáy nồi đang đặt một ít thức ăn. Đây là đang làm gì? Lúc này, cậu bé khom người xuống, tò mò thò đầu vào trong, nhìn xuống phía bên trong đáy nồi. Cô bé đang buồn ngủ, cảm nhận được sợi dây trong tay có chút động tĩnh, theo bản năng vội vàng kéo một cái về bên trái. Chỉ nghe một tiếng kẹt vang lên, nồi lớn ngã xuống, cậu bé còn chưa phục hồi lại tinh thần, trong nháy mắt đã bị nhốt bên trong chiếc nồi lớn. Bé gái kích động từ phía sau đại thụ chạy ra, đến cạnh nồi lớn, hưng phấn không thôi mà hoan hô, oa ha ha ha, bắt được, bắt được. Người nào? Nghe được trong nồi lại có âm thanh truyền tới, dường như cô bé sợ hết hồn, oa, chim thành tinh rồi, ngươi là yêu quái sao? Lại có thể biết nói chuyện. Ngươi là ai? A, ta gọi là Nhiếp Vô Ưu, ngươi thì sao? Nhiếp Vô Ưu. Vô Ưu. Lúc đó, đại khái anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái bẫy vụng về như vậy vây khốn. Một lần vây khốn, chính là cả đời. Hết phần chuyện chính. Chương 2467, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 1. Học võ nghệ, cậu bé buông bàn tính trong tay xuống, ngẹo đầu nhìn về phía cha mẹ, chợt lắc đầu một cái, có cái gì đáng học, con không đi. Tiểu thiếu gia Nhiếp gia có thể coi như là có chút danh tiếng tại Độc Lập Châu, nhưng không chỉ là bởi vì mối quan hệ của Nhiếp gia. Nhiếp Vô Danh có thiên phú võ đạo cực cao, nhưng lại có khuynh hướng thích tính toán, thường xuyên thực hiện một chút ít mua bán với những người chung quanh. Cha mẹ, Nhiếp gia chúng ta có bao nhiêu tiền vậy? Đợi sau khi hai người chết đi, con tiếp quản quyền hành kinh tế Nhiếp gia không tốt sao? Học võ có ích lợi gì, cha mẹ nhìn thẩm ra. Đối với việc cha mẹ muốn đưa mình ra bên ngoài học võ nghệ, Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ rất nghi ngờ. Nghe nói vậy, Nhiếp gia chủ giận tím mặt, đồ khốn. Đi ngay, lập tức đưa đi cho ta. Chưa tới ba ngày sau, Nhiếp Vô Danh bị đưa ra khỏi Độc Lập Châu. Hương trấn nào đó, tại một quốc gia nhỏ gần Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy căn biệt thự trong trấn nhỏ, lại nhìn một chút chủ nhân biệt thự này. Cậu bé hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao cha mẹ lại muốn đem chính mình ném tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Còn nữa, người phụ nữ đang phì phèo thuốc lá bên cạnh mình rốt cuộc là như thế nào? Cha mẹ để cho mình theo bà ta học nghệ. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn nhìn không ra, rốt cuộc người phụ nữ này có chỗ nào đặc biệt. Có vẻ cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như buộc phải chỉ ra một điểm nổi bật nào đó, thực ra là có. Người phụ nữ trước mắt này, vô luận là tướng mạo hay là vóc người, cơ hồ đều đạt tới đỉnh cao. Chỉ bất quá cách ăn mặc lại hết sức tùy ý, một chiếc quần jean nhìn qua có vẻ cũ rách, áo rộng thùng thình. Nhưng cũng không thể nào che giấu đi được vẻ đẹp tự nhiên. Nếu như nghiêm túc ăn diện một phen, hẳn sẽ là một mỹ nhân hiếm thấy. Vô Danh, tổ tiên ta và tổ tiên của cháu. Có thể nói là từng có qua lại. Cha mẹ cháu đưa cháu đến chỗ ta học tập, hy vọng sau này cháu biết nghe lời một chút, làm được không? Người phụ nữ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh nháy nháy mắt, bà tám chết bằng, cha mẹ tôi đều không quản được tôi, bà bằng cái gì quản tôi? Tôi nhổ vào. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền định rời đi.
nhưng mà, còn chưa đi được mấy bước, người phụ nữ kia đã bắt được cổ áo Nhiếp Vô Danh từ phía sau, nhấc hắn lên. Danh con, thật là không có gia giáo. Cha mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy? Bà ta lạnh giọng cười một tiếng. Tôi cảnh cáo bà, lập tức buông ra cho tôi. Trai hiền không đánh với phụ nữ. Tiểu gia cho tới bây giờ chưa từng đánh phụ nữ, tôi không ngại phá cái lệ này. Tôi cho bà biết, tôi rất mạnh. Nhiếp Vô Danh gầm gừ giữa không trung, dương nanh múa vuốt. Nữ nhân nọ lại bị bộ dáng Nhiếp Vô Danh chọc cười, đem Nhiếp Vô Danh nhẹ nhàng đặt khẽ trên mặt đất, hai tay cắm vào túi quần, có chút hăng hái, rất mạnh sao. Thật đúng là nhìn không ra. Như vậy đi, nếu như cháu có thể đánh thắng ta, ta liền đưa cháu trở về Độc Lập Châu, thế nào? Được, đây chính là bà tự nói đó. Vậy thì chớ trách Vô Danh ra ra là thủ tồi hoa. Không biết Thương Hương Tiếc Ngọc, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Là thủ tồi hoa, Thương Hương Tiếc Ngọc, tiểu quỷ, những lời này, học được ở chỗ nào vậy? Bà ta hiếu kỳ hỏi. Quả thực bà không nghĩ ra, một đứa bé 7-8 tuổi, làm sao có thể nói ra được những lời này? Tự học, xin hãy ca tụng tôi là thiên tài nào? Nhiếp Vô Danh nói. Sẽ không phải là cháu học từ chỗ cha mình đấy chứ? Bà ta cười nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt thấy rõ, làm sao bà biết? Còn không đợi người kia tiếp tục mở miệng nói gì, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng bà ta, mặt đầy kinh ngạc, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, người phụ nữ theo bản năng quay về phía sau lưng nhìn lại. Chương 2468, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 2. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh cười to một tiếng, giơ quả đấm lên, lập tức vội vàng phóng thẳng về phía người phụ nữ nọ, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Để tôi tới dạy cho bà một khóa học. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng, oạch, thân hình Nhiếp Vô Danh mất đà, vấp té xuống ngay bên chân của bà ta. Giờ phút này, người phụ nữ kia xoay người lại, mặt đầy vô tình nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, cháu nói cái gì? Nhiếp Vô Danh, ồ, là tôi quá nhớ mẹ mình, chắc là mới vừa rồi gặp ảo giác. Mới vừa rồi cháu nói muốn dạy ai học một khóa, bà ta nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Không phải là tôi tới học nghệ sao, bà dạy một khóa cho tôi đi. Nhiếp Vô Danh nói. Lúc này, người phụ nữ nọ một tay nhấc bổng Nhiếp Vô Danh lên, đi về căn biệt thự ở phía trước. Làm học sinh của ta, cháu cần phải tuân thủ 3 điều. Bên trong phòng khách, người phụ nữ nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, giọng nói có phần hòa hoãn. 3 điều gì cơ? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cháu phụ trách vệ sinh trong nhà, và mua thức ăn, nấu cơm. Thứ hai, sau này ta nói cái gì, cháu làm cái đó, không cho phép có bất kỳ dị nghị gì. Thứ ba, bây giờ cháu là một thành viên trong gia đình chúng ta, cháu là người đàn ông duy nhất, phải chăm chỉ khổ luyện, sau này ít gì cũng có thể bảo vệ chúng ta. Nhiếp Vô Danh ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa. Người phụ nữ vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh liền lạnh giọng cười một tiếng, làm sao chỉ có một mình tôi là đàn ông? Chồng bà đã chết rồi sao, bà là quả phụ à? Muốn để cho tôi mua thức ăn nấu cơm quét dọn vệ sinh, bà chớ hòng mơ tưởng. Tôi muốn học hầu quyền, võ khỉ, bà biểu diễn võ khỉ cho tôi nhìn một chút đi. Còn không đợi người phụ nữ mở miệng tiếp tục nói gì, một bé gái mặt lạnh như tiền, một thân váy dài trắng tinh, chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Mẹ, sao ồn vậy? Cô bé nhẹ nhàng nói với người phụ nữ kia, tuy rằng ánh mắt lãnh đạm, nhưng lại pha lẫn một tia hiếu kỳ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cậu là ai vậy? Nhiếp Vô Danh hướng về cô bé hỏi. Cậu vào nhà tôi, tại sao hỏi tôi là ai? Cô bé lãnh đạm đáp. Nhiếp Vô Danh, nó là con gái ta. Dựa theo bối phận để tính, cháu phải gọi con bé một tiếng cô. Người phụ nữ kia nói. Cô, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm cô bé, dựa vào cái gì gọi cô ta là cô? Làm sao cô ta không gọi tôi là ông nội? Giờ cậu gọi tôi là ông nội, tôi gọi cậu là cô, chúng ta thân ai nấy gọi, như vậy tôi còn có thể chấp nhận. Còn không đợi người phụ nữ kia mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô ấy là con gái của bà. Nói như vậy, bà thật sự đã có chồng. Mới vừa rồi bà còn nói tôi là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này. Chồng bà thật sự chết rồi, bà chính là quả phụ. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng có lấn tới. Ta chưa bao giờ đánh con nít, nữ nhân trở giọng lạnh lùng nói. Bà tám, bà cũng đừng có dương nanh múa vuốt ở chỗ này, cho tới bây giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ đâu. Nhiếp Vô Danh không cam lòng yếu thế. Lăng Miểu,
giúp mẹ hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này. Người phụ nữ hướng về cô bé nói. Nghe tiếng, cô bé lại lắc đầu một cái, sẽ làm dơ bẩn tay của con. Xem ra, mẹ đành phải tự mình động thủ giáo huấn tên tiểu quỷ này rồi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh giọng cười một tiếng. Tới đi, tôi còn sợ một quả phụ như bà sao. Nhiếp Vô Danh chề môi ra khiêu khích. Ước chừng nửa giờ sau. Nhiếp Vô Danh mặt mũi sưng húp nhìn người phụ nữ kia, ý cười đầy mặt, bà cô lăng sao, cho cháu ít tiền, cháu đi mua thức ăn. Sao nguyên gốc, cô nãi nãi, gọi họ hàng xa hoặc không có quan hệ huyết thống. Phục hay không, bà lăng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh hỏi. Cái gì mà có phục hay không, chủ yếu vì cháu là người đàn ông duy nhất trong nhà, cháu phải nhường bà và cô lăng miểu, đây chính là tôn trọng. Cơ hồ bị khuất phục. Nhiếp Vô Danh không thể làm gì khác hơn là gánh vác hết thảy những việc chủ chốt trong cái nhà này, vệ sinh dọn dẹp, nấu nướng, lo ăn uống. Bà Lăng đối với hắn cũng không tính là tệ lắm, việc giặt quần áo được giao cho Lăng Miểu. Chương 2469, Ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 3. Lăng Miểu, tại sao cậu lại họ Lăng vậy? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm bé gái, mặt đầy hiếu kỳ. Vậy tại sao cậu họ Nhiếp? Cô bé hỏi. Cha tôi họ Nhiếp đấy. Nhiếp Vô Danh trả lời. Không phải là cha cậu họ Lăng sao? Lăng Miểu liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Sao họ gốc của Nhiếp gia chủ là họ Lăng? Hích, tình huống cha tôi có chút đặc thù. Cậu cũng có thể lý giải là tôi theo họ mẹ tôi. Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng. Tôi cũng theo họ mẹ, có vấn đề gì sao? Lăng Miểu lạnh nhạt nói. Ý của tôi là, cha cậu đâu? Nhiếp Vô Danh đi thẳng vào vấn đề. Lăng Miểu trầm tư chốc lát, tựa như cũng không kiêng kỵ, cha tôi bỏ rơi tôi và mẹ, đi theo người đàn bà khác rồi. Hả? Nhiếp Vô Danh có chút kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng cha cậu chết rồi, mẹ cậu là quả phụ, cậu là cô nhi. Lăng Miểu. Bất quá, bà cô Lăng xinh đẹp như vậy, làm sao cha cậu lại có thể bỏ đi cùng người phụ nữ khác chứ? Chẳng lẽ nữ nhân kia xinh đẹp hơn bà cô Lăng sao? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Nếu như cậu không biết nói chuyện, thì tốt nhất không nên lên tiếng. Lăng Miểu khẽ nhíu mày. Được được được, không nói thì không nói. Đúng rồi, khi tôi tới đây, thấy trong trấn nhỏ này có một vòng đu quay nhỏ, chúng ta đi ra ngoài chơi cho biết. Nhiếp Vô Danh cười nói. Nghe tiếng, Lăng Miểu lắc đầu một cái, mẹ tôi không cho tôi đi ra ngoài chơi. Bà cô Lăng không cho cậu đi ra ngoài chơi. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, đây không phải là bóp chết tuổi thơ của chúng ta sao? Quả thật là tội ác tày trời. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú gì. Lăng Miểu tiếp tục nói. Nhiếp Vô Danh chép chép miệng, làm sao có thể không có hứng thú. Tôi cho cậu biết, đó là vì cậu chưa từng đi chơi. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh liền nắm lấy bàn tay nhỏ của Lăng Miểu, định cùng nhau rời đi. Bất quá, cùng lắm chỉ trong vòng khoảng chừng hai nhịp thở, chỉ nghe, uỳnh, một tiếng, thân thể của Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên mất đi thăng bằng. Bị Lăng Miểu quật ngã xuống đất. Ôi chao! Nhiếp Vô Danh té xuống đất, gào thét bi thương không dứt. Cậu không sao chứ? Thấy Nhiếp Vô Danh kêu thê thảm, trong mắt Lăng Miểu thoáng qua một vệt sầu lo. Căn bản là cô bé không dùng sức. Làm sao không có việc gì? Tôi phải mách bà cô Lăng, cậu lại có thể đánh tôi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy ủy khuất. Ngã đụng vào chỗ nào hả? Lăng Miểu nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, một đôi con ngươi trong veo nhìn Nhiếp Vô Danh. Đầu, té u cả đầu rồi này, tự cậu giờ đi. Nhiếp Vô Danh ngồi trên mặt đất, rên rỉ một tiếng. Lăng Miểu nhẹ nhàng xoa xoa ở trên đầu Nhiếp Vô Danh, thản nhiên nói, không có chuyện gì. Một hồi sẽ biến mất ngay thôi. Cái gì mà không có việc gì? Tôi cho cậu biết, mới vừa rồi là tôi nhường cậu, khắc chế phản ứng bản năng của tôi. Nếu không, bây giờ nhất định là cậu đã bị trọng thương, nói không chừng đã chết rồi. Nhiếp Vô Danh tức giận lầm bầm. Lăng Miểu nhìn Nhiếp Vô Danh, bất đắc dĩ vuốt cằm nói, được rồi, tôi xin lỗi cậu, lần sau sẽ không đánh cậu. Nếu như cậu không hài lòng, cậu cũng có thể đánh tôi một chút. Ai đánh cậu, tôi mới không có hứng thú đánh cậu. Nhiếp Vô Danh nói, vậy, cậu muốn như thế nào? Lăng Miểu hỏi. Nhiếp Vô Danh vỗ mông một cái, đứng dậy, lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ của Lăng Miểu, vậy cậu dẫn tôi đi chơi vòng đu quay. Vừa dứt lời. Thân thể của Nhiếp Vô Danh lần nữa mất thăng bằng, bị Lăng Miểu theo phản xạ đánh ngã xuống đất. Cậu là cái đồ lường gạt, không phải cậu nói, không bao giờ đánh tôi nữa sao?
Tại sao cậu lại đánh tôi, có phải cho là tôi đánh không lại cậu hay không? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu, trợn to cặp mắt. Lăng Miểu yên lặng, sau đó đáp, phản ứng bản năng. Chương 2470, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 4. Tôi bất kể, hôm nay cậu phải dẫn tôi đi ra ngoài chơi, nếu không tôi và cậu cả đời này không qua lại với nhau, không chết không thôi. Cậu không chết thì tôi phải lìa đời, tôi sẽ bỏ độc trong thức ăn của cậu, tôi sẽ hạ độc chết cậu. Nhiếp Vô Danh la lớn. Lăng Miểu. Tự mình đi ra ngoài chơi là được rồi, tại sao nhất định muốn tôi dẫn cậu đi? Lăng Miểu có chút không hiểu. Nói nhảm. Tôi mới tới cái nơi khỉ ho cò gái này, nếu đi ra ngoài sẽ không tìm được đường về. Lại nói, không phải cậu là cô họ của tôi sao? Bối phận cậu lớn hơn tôi một bậc, cậu dẫn tôi đi ra ngoài chơi thì đã sao? Đây không phải là làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sao? Chẳng lẽ danh xưng, cô, chỉ là danh hão? Nếu như cậu không dẫn tôi đi ra ngoài chơi, cậu phải gọi tôi là ông nội, cậu phải đền cho tôi. Nhiếp Vô Danh nói. Cuối cùng. Lăng Miểu chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Nhiếp Vô Danh, dẫn cậu nhóc đi ra ngoài chơi. Đi khoảng nửa giờ, hai người đi tới được vòng đu quay bỏ hoang tại trung tâm trấn nhỏ. Lăng Miểu mắt không chấp nhìn chằm chằm vòng đu quay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không phải là cậu chưa từng chơi đấy chứ? Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe tiếng, Lăng Miểu liền lắc đầu một cái. Từ lúc ra đời cho tới nay, thậm chí cô chưa từng đi đến công viên. Xem xong chưa, về nhà đi. Lăng Miểu nói. Đùa gì thế, tôi còn chưa leo lên chơi đây này. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Nơi này bỏ hoang đã lâu, không cho vào. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vậy thì đã sao, chúng ta len lén chạy vào chơi không được sao? Nhiếp Vô Danh cười hăm hở. Lăng Miểu chợt nhận ra, từ bé đến nay, đây là sự việc điên rồ nhất mà mình từng làm, đi theo Nhiếp Vô Danh lén trốn đi chơi đu quay. Chỉ bất quá. Bởi vì nguyên nhân bỏ hoang đã lâu, vòng đu quay cũng không thể chuyển động, hai người không thể làm gì khác hơn là leo lên vị trí khoảng giữa. Mà vòng đu quay nơi này cũng không tính là quá cao, cho nên, thật ra cũng không có nguy hiểm gì. Sao hả, có mát không? Nhiếp Vô Danh cười nói. Lăng Miểu nhẹ nhàng gật đầu. Thích, cậu thật là thảm, ngay cả vòng đu quay cũng chưa từng chơi. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Tôi nghe nói, cha mẹ của cậu cũng rất nghiêm khắc. Cậu thường xuyên đi ra ngoài chơi à? Lăng Miểu có chút hiếu kỳ. Nghiêm khắc thì nghiêm khắc, cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ cho phép tôi đi ra ngoài chơi. Bất quá cũng còn may, tôi có một người em gái, con bé gọi là Nhiếp Vô Ưu. Con bé thường xuyên lén dẫn tôi đi ra ngoài chơi. Nếu như cha mẹ tôi tức giận, tôi liền nói là em gái cưỡng ép mình đi chơi, còn tôi đánh không lại nó. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Phải không? Lăng Miểu như có điều suy nghĩ, Nhiếp Vô Ưu, tên rất dễ nghe. Dễ nghe cái gì chứ, hàm nghĩa chỉ là không sầu lo, không tim không phổi. Nhiếp Vô Danh nhìn ngắm phong cảnh phía xa nói. Thật hâm mộ cậu có một cô em gái. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Hâm mộ tôi, Nhiếp Vô Danh thoáng sững sờ, chợt cười to nói, có cái gì đáng hâm mộ. Em gái tôi từ nhỏ đã bị ông ngoại tôi mang đi, rất ít về nhà. Ông ngoại tôi có khúc mắc với cha mẹ. Không cho em gái tôi tiếp xúc với hai người. Hơn nữa ông ngoại tôi rất lợi hại, dạy dỗ em gái tôi rất tốt. Vì vậy cho nên hiện tại tôi cũng đánh không lại em gái, thường xuyên bị con bé khi dễ. Nhưng, để cho em gái khi dễ, nói không chừng cũng là một niềm hạnh phúc. Lăng Miểu hỏi. Cậu nói rất có lý, vậy cậu có muốn hạnh phúc một chút không? Tôi cũng có thể làm được, luận về bối phận, tôi nói này cô họ, tại sao hôm nay cô lại đánh con? Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Lăng Miểu một cái. Lăng Miểu, mẹ tôi rất lợi hại, cậu có thể ở bên cạnh bà ấy học tập cho giỏi. Hơn nữa mẹ tôi đã nói rồi, thiên phú của cậu thật sự rất hiếm thấy, cũng chỉ có bà ấy có tư cách dạy cậu. Đợi sau này cậu lớn lên, sẽ có thể quay trở về Độc Lập Châu, bảo vệ em gái mình thật tốt. Lăng Miểu nhẹ giọng nói. Chương 2471, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 5. Bảo vệ nó. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, đợi tôi lợi hại rồi, tôi sẽ trở về đánh chết nó, để cho nó biết anh nó lợi hại. Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu chơi ở vòng đu quay đến mãi tận ban đêm, mãi đến khi phía dưới truyền tới một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa. Hai cái đứa kia mau nhanh lăn xuống cho ta, ngày hôm nay nếu ta không đánh chết các ngươi, ta liền đổi sang họ các ngươi. Vừa dứt tiếng,
sắc mặt Lăng Miểu nhất thời biến đổi, thôi xong rồi. Bị mẹ phát hiện rồi. Sợ cái gì, để cho tôi tới. Nhiếp Vô Danh đứng dậy hướng về phía dưới hô, tới đây, bà già ác độc, nếu bà có bản lãnh thì leo lên đây bắt chúng tôi đi. Thằng nhãi danh, khá lắm. Bà Lăng bị chọc giận, ở dưới ánh mắt khó tin của Nhiếp Vô Danh, vậy mà thực sự dùng thời gian cực ngắn trong nháy mắt leo lên, giống như con thằn lằn. Bà cô Lăng, không có liên quan tới cháu, đều là do cô ấy. Là do cô Lăng Miểu, cô ấy đánh cháu, nhất định đòi dẫn cháu đi ra ngoài chơi, cháu đây là bị ép. Úi úi, đừng đánh mặt. Biệt thự, bên trong đại sảnh. Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu xách thùng nước, hai người bị bà Lăng trừng phạt. Cậu nói xem, dù gì tôi cũng là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này của chúng ta, bà cô Lăng không tôn trọng tôi một chút nào. Không cho tôi lấy một chút thể diện, như vậy thích hợp sao? Tôi phải phản kháng, bà ấy còn ác hơn cả mẹ tôi. Nhiếp Vô Danh lầm bầm trong miệng, tràn đầy vẻ không phục. Đây là sự trừng phạt chúng ta đáng phải nhận, Lăng Miểu bình thản lên tiếng. Tôi thấy là cậu bị đàn áp đã quen, loại tư tưởng này của cậu quá đáng sợ, cái gì gọi là đáng phải nhận trừng phạt. Tôi nói với cậu, nên phản kháng đi. Giống lúc tôi ở Độc Lập Châu, cha mẹ bảo tôi đi học, tôi liền không đi, bọn họ có thể làm gì tôi. Nhiếp Vô Danh ngạo nghễ khoe. Vậy, sau đó thì sao, Lăng Miểu tràn đầy hiếu kỳ, loại chuyện phản kháng này, đối với nàng mà nói. Quá mức xa xôi. Sau đó, bọn họ liền thuê gia sư tại gia cho tôi. Hích, Nhiếp Vô Danh khóc không ra nước mắt. Ồ, vậy vẫn là không nên phản kháng thì hơn. Lăng Miểu lắc đầu một cái. Sai rồi, phản kháng, là một loại thái độ. Nhiếp Vô Danh mặt đầy cao thâm khó dò. Ngươi muốn phản kháng đúng không? Bỗng nhiên, trên lầu truyền tới tiếng quát của bà Lăng. Bà cô Lăng, là cô Lăng Miểu muốn phản kháng, bà ngàn vạn lần đừng nóng giận. Cháu đang làm giáo dục tư tưởng cho cô ấy, đảm bảo có hiệu quả, giúp cho cô ấy thành tâm sám hối. Nhiếp Vô Danh vội vàng hô vang. Lăng Miểu. Sau khi bà Lăng bên kia hoàn toàn an tĩnh, Nhiếp Vô Danh không nhịn được nhìn về phía Lăng Miểu. Tôi nói này, cậu đúng là không biết phản kháng mà. Tôi đổ oan cho cậu như vậy, cậu cũng không nói gì. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, không phải cậu nói, tôi là cô họ của cậu sao? Nhưng cậu một chút. Cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vô Danh được an bài cùng Lăng Miểu học tập. Ban ngày sẽ học văn hóa, do đích thân ta, người mẹ hiền và cũng là bà cô họ vĩ đại nhất, đáng kính nhất của hai đứa, tự mình dạy dỗ. Bà Lăng nhìn Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu đang ăn điểm tâm, nói. Trình độ văn hóa của bà cô đến mức nào, mà lại có thể dạy học? Nhiếp Vô Danh nhìn bà Lăng hỏi. Nghe tiếng, bà Lăng hơi sững sờ. Mặt đầy vẻ suy nghĩ, khi còn bé từng đi học qua 2 năm. Vậy thì nói cách khác, theo cách tính hiện tại, cũng đồng nghĩa là, trình độ học vấn mẫu giáo. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. Làm sao, có ý kiến à? Bà Lăng hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Bà cô Lăng, thật là quá tốt rồi, cháu rất thích loại trình độ văn hóa này của bà. Nhất định cháu sẽ chăm chỉ học thật tốt. Nhiếp Vô Danh thề. Đây là lớp văn hóa thoải mái nhất từ lúc sinh ra tới nay hắn từng học. Thì ra, học văn hóa còn có thể, ít kiến thức như vậy. Chương 2472, Ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 6. Nhóc con, trình độ tính toán cũng không tệ nhỉ. Bà Lăng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Giờ phút này, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, vậy mà lại lấy ra một cái bản tính cổ xưa từ trong ngực. Bà cô Lăng, bà đi Độc Lập Châu hỏi thăm một chút. Có ai mà không biết Nhiếp Vô Danh này chính là vua tính toán, là thiên tài trong thiên tài. Bà biết Thẩm gia Độc Lập Châu không, chính là nhà giàu nhất Độc Lập Châu. Đợi đó đi, sớm muộn cũng có một ngày cháu dùng đầu óc buôn bán và khả năng tính toán không ai địch lại của mình, đánh bại bọn họ. Khóe miệng bà Lăng khẽ co giật, rốt cuộc ta cũng biết tại sao cha mẹ cháu muốn đưa cháu tới đây. Thiên phú cháu tốt như vậy, chuyện nên làm không làm, lại muốn đi làm ăn. Bà cô Lăng. Bà quá ngu ngốc, Nhiếp Vô Danh thở dài, mặt đầy nghiêm túc, làm ăn rất tốt nha. Cháu muốn làm đại gia, học võ có ích lợi gì? Đợi sau khi cháu thành đại gia, cháu có thể mời vô số cao thủ võ đạo làm việc cho mình. Cháu còn có thể thành lập một đội lính đánh thuê. Cháu có tiền, cháu là ông chủ, những cao thủ kia đều phải nghe lời của cháu. Có đạo lý, bà Lăng gật đầu một cái, chỉ bất quá. Đạo lý này của cháu, tại Độc Lập Châu, sợ rằng không mấy thích hợp thì phải. Nếu như là ở bên ngoài, vậy thì ý tưởng của Nhiếp Vô Danh hoàn toàn không sai.
nhưng Độc Lập Châu là địa phương nào? Thẩm gia hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt, không phải là tất cả mọi người đều có thể trở thành thẩm gia. Lại nói, Nhiếp gia còn thiếu tiền sao? Gia nghiệp to lớn, chỉ còn thiếu cao thủ chấn tộc. Có thể là cha mẹ cháu hy vọng cháu có thể học nên thành tựu. Đừng suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng như vậy, bà sẽ tịch thu bản tính. Bà Lăng nói xong, trực tiếp lấy đi bản tính của Nhiếp Vô Danh. Không sao, Nhiếp Vô Danh nở nụ cười đầy kiêu hãnh, lại lấy ra một đồ vật nào đó từ trong túi, cháu còn có máy tính. Cũng thu nốt. Bà Lăng một tay đem máy tính đoạt lấy. Bà, Nhiếp Vô Danh nhất thời mù quáng. Nếu dám nói tục ta và vỡ mồm, bà Lăng hung tợn đe dọa. Bà trông rất xinh đẹp, Nhiếp Vô Danh nhất thời như quả bóng da xì hơi. Một bên, trên khuôn mặt như phủ băng vạn năm của Lăng Miểu, chợt lộ ra một nụ cười trêu chọc hiếm thấy. Nàng cũng không hiểu tại sao chàng trai này lại khiến mình cảm thấy có chút vui vẻ. Chỉ cần nhìn hắn, thật giống như đang xem một bộ phim hài. Bà cô Lăng, bà tịch thu mất những vật quý giá nhất của cháu, cuộc đời này của cháu không còn ý nghĩa. Cháu cảm thấy như vậy rất không công bằng. Nhiếp Vô Danh tựa hồ vẫn nuốt không trôi cục tức này. Vậy cháu muốn thế nào, tiểu tử ngốc, nếu có bản lãnh cứ tới đoạt lại xem. Bà Lăng bĩu môi. Cháu là người có học thức, có tư cách, cháu sẽ dùng đồ vật có giá trị tương đương để trao đổi. Nhiếp Vô Danh cho thấy bản sắc thương nhân của mình. Không đợi bà Lăng mở miệng, Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói, bà Lăng, vật quý nhất của bà là cái gì? Con gái ta, bà Lăng bật thốt lên. Cháu đây muốn lấy cô Lăng Miểu, để trao đổi với máy tính và bản tính của mình. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Giá trị của tôi chỉ bằng một cái máy tính và bản tính sao? Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, khẽ nhăn mặt. Cháu lấy Lăng Miểu làm cái gì? Bà Lăng mặt đầy hiếu kỳ. Bà lấy máy tính và bản tính của cháu làm cái gì? Nhiếp Vô Danh hỏi ngược lại. Làm sao ta biết? Bà Lăng đáp. Vậy cháu đây làm sao biết? Nói chung đều là vật quý nhất, cháu không thua thiệt là được. Nhiếp Vô Danh nói. Bà Lăng. Được, vậy cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Bà cô Lăng, sau này cô Lăng Miểu chính là của cháu rồi. Sau này nếu như bà muốn phạt cháu, trước tiên cứ tính hết tội cho cô Lăng Miểu, để cho cô ấy thay cháu chịu phạt. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, nói. Chương 2473, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 7. Lăng Miểu, tôi không đồng ý. Vậy không được, đây là giao dịch giữa tôi và bà cô Lăng, trừ phi cậu thuyết phục bà ấy đem máy tính và bàn tính trả lại cho tôi. Nhiếp Vô Danh bĩu môi nói. Bà Lăng giống như nhìn quái vật, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi giơ ngón tay cái lên, ta lớn chừng này tuổi, cháu là người mặt dày vô liêm sỉ nhất mà ta từng thấy. Bây giờ cháu còn nhỏ, đợi sau khi cháu lớn lên. Da mặt của cháu, rốt cuộc sẽ có thể dày tới mức nào đây? Da mặt dày, Nhiếp Vô Danh có phần kinh ngạc nhìn bà Lăng, bà cô Lăng, làm sao bà có thể nói cháu như vậy? Da mặt cháu nào có dày cơ chứ? Xin chú ý lời nói của mình, không nên gây ra tổn thương cho con tim bé nhỏ của cháu có được hay không? Bà Lăng. Sau khi bà Lăng rời đi, Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Lăng Miểu, mở miệng cười nói, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là tùy tùng của tôi. Bà cô Lăng đã bán cậu cho tôi rồi. À không, nhượng lại cho tôi rồi. Sau này cậu phải nghe lời tôi nói đông cậu không thể nói tây, tôi để cho cậu đánh chó, cậu không thể đuổi gà. Nghe vậy, Lăng Miểu cũng không thèm nhìn tới Nhiếp Vô Danh, xoay người đi về phía phòng ngủ trên lầu. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh vội la lên, này, cậu đừng có chạy, sắp tới chúng ta còn có một cuộc hẹn với tên mập hàng xóm, cậu phải đi tiếp thêm cho tôi một chút can đảm chứ. Không đi, trên lầu truyền tới thanh âm của Lăng Miểu, tên mập kia là tiểu ác bá trong trấn, cậu không nên trêu chọc hắn. Hừ, không đi thì thôi, cậu không đi tôi đi. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng nói xong, chợt nghênh ngang rời khỏi nơi này. Nhiếp Vô Danh, người cái tên khốn kiếp này, người lại dám lừa gạt ta. Rừng cây nhỏ, thiếu niên nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, lộ ra vẻ tàn bạo thấy rõ. Đi chết đi, ai lừa ngươi? Nhiếp Vô Danh nói. Ngươi cầm tiền của ta, nói sẽ để chỉ ngươi hẹn hò cùng ta, đúng hay không? Bàn đôn quát lên. Không sai, ngươi nói đúng, ta cũng không nuốt lời mà. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Một đoạn thời gian trước, Nhiếp Vô Danh làm quen được với Bàn Đôn, tiểu ác bá nổi danh trong trấn, hai người đạt thành giao dịch, Bàn Đôn trả cho Nhiếp Vô Danh thù lao nhất định, Nhiếp Vô Danh sẽ giới thiệu chị gái cho hắn làm quen. Chỉ bất quá,
thời gian ngày lại qua ngày, Nhiếp Vô Danh cũng không tuân thủ cam kết. Mãi mà không thể gặp được Lăng Miểu, cuối cùng Bàn Đôn cũng mất hết kiên nhẫn. Nếu ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi nói xem chuyện này xử lý như thế nào. Bàn Đôn khó chịu lườm Nhiếp Vô Danh. Xử lý cái gì cơ? Ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình, mang chị gái tới đây. Nhiếp Vô Danh nói. Cho một cái thời hạn, rốt cuộc khi nào ngươi sẽ dẫn Lăng Miểu qua đây? Bàn Đôn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Bàn Đôn vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh bỗng có chút sửng sốt, mặt đầy kinh ngạc, nói, Lăng Miểu nào cơ? Ai nói muốn dẫn Lăng Miểu đến? Nhiếp Vô Danh, tiền đã trả rồi, bây giờ ngươi đang đùa bỡn ta, hả? Bàn Đôn mặt đầy tức giận, khi đó chính miệng ngươi đã nói sẽ mang chị mình tới. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại lắc đầu một cái, tên béo chết bầm, lời ta nói đương nhiên không sai. Nhưng mà Lăng Miểu là cô họ ta, cũng không phải là chị gái. Ta nói dẫn chị gái mình tới, chứ cũng không hề nói là mang cô họ tới nha. Ngươi nói cái gì? Bàn Đôn mặt đầy mộng bức, tuổi tác Lăng Miểu kia và Nhiếp Vô Danh này không chênh lệch bao nhiêu, làm sao bối phận lại lớn hơn hắn một cấp bậc, cô họ. Nhiếp Vô Danh, đồ khốn kiếp, ngươi được lắm, ngươi cũng không hỏi thăm xem uy danh ông nội ngươi ở trong vòng 10 dặm quanh đây. Ngươi dám đùa bỡn ông nội ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bàn Đôn thần sắc dữ tợn. Chương 2474, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 8. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh trợn mắt chừng Bàn Đôn một cái, ta nhổ vào, ngươi có bản lãnh thì qua đây, ông nội Vô Danh đây không đánh ngươi rụng răng, ta làm con ngươi. Nhiếp Vô Danh, cái đồ con hoang, dám phách lối với ta. Bàn Đôn mặt đầy tức giận. Chờ một chút, thấy gã béo đầy hung hăng định lao qua, Nhiếp Vô Danh vội la lên, nếu không như vậy đi, ngươi lại cho ta thêm ít tiền, lần này ta sẽ đem cô họ ta qua đây cho ngươi làm quen. Ngươi thấy thế nào? Ngươi đem mẹ mình mang tới đều vô dụng. Bàn Đôn nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta làm con ngươi. Sao rồi? Tự xưng là tiểu bá vương nổi tiếng khắp vùng, làm sao lại không có chút phong độ nào hết vậy? Giờ đã là thời đại nào rồi, còn đòi đánh nhau một chọi một. Thấy Bàn Đôn hừng hực khí thế, Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Bàn Đôn thoáng sững sờ, không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nhiếp Vô Danh, trực tiếp đặt câu hỏi, Nhiếp Vô Danh, thằng oát con kia, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì? Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, có gan thì lập nhóm gọi 500 anh em ra đánh nhau, đấu một mình thì có gì hay ho. Căn bản không có cách nào thể hiện được thân phận và địa vị của chúng ta. Như thế này đi, chúng ta ước hẹn ra thời gian và địa điểm, có bản lĩnh thì tự tìm người tới, xem ai nhiều người hơn, ai trâu hơn. Người nào thắng, sau này sẽ là tiểu bá vương khắp 10 dặm quanh đây, thế nào? Nghe Nhiếp Vô Danh nói, Bàn Đôn trầm mặc chốc lát, như là đang tự hỏi lòng. Ha ha ha, tên mập chết bầm, ta thấy căn bản là ngươi không gọi được người đi. Khẳng định bây giờ ngươi rất sợ hãi, trong lòng sợ muốn chết. Chỉ bằng ngươi dập đầu lại ta một cái, chuyện này coi như xong. Nhiếp Vô Danh nhìn Bàn Đôn, cười lạnh. Ngươi bớt đánh rắm, Bàn Đôn hung tợn lườm Nhiếp Vô Danh, ông nội ngươi sợ sao? Ha ha, thật là mắc cười. Bắt đầu từ lúc sinh ra, ông nội ngươi đây chưa bao giờ khóc, trong từ điển căn bản cũng không có chữ, sợ. Ông nội ngươi ngay cả chữ, chết, viết như thế nào cũng không biết. Vậy thì tới hẹn ngày giờ đánh lộn đi, Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Được, tới thì tới. Ta cho ngươi biết, ta có 20 anh em. Chiều mai, vẫn là ở chỗ này, ai không tới người đó là cháu trai. Bàn Đôn nói. Được, ai không tới người đó làm cháu trai. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Cách đó không xa, Lăng Miểu khẽ nhíu mày. Nhiếp Vô Danh này, lại có thể dùng mình để trao đổi. Còn đắc tội cái tên tiểu ác bá kia. Vốn là có chút lo lắng cho an toàn của Nhiếp Vô Danh, nhưng mà sau khi đuổi tới nơi, Lăng Miểu lại phát hiện, chính mình hoàn toàn lo lắng thừa. Hắn có bị tên béo kia đánh chết cũng không oan. Không chỉ lấy chính mình ra buôn bán, lại còn hẹn ngày giờ đánh lộn. Hắn ở cái nơi này, căn bản không quen biết mấy người. Coi như quen biết, cũng không có ai nguyện ý đi trêu chọc cái tên tiểu ác bá đó. Nhiếp Vô Danh có thể tìm ai? Về đến nhà, Lăng Miểu vốn tưởng rằng Nhiếp Vô Danh sẽ nhờ chính mình hoặc là mẹ giúp đỡ, kết quả, cậu ta lại không hề nói lấy một lời. Hôm sau, đến thời gian ước định. Vẫn là rừng cây nhỏ hôm qua. Bàn Đôn quả nhiên dẫn theo mười mấy tên thiếu niên. Không bao lâu, Nhiếp Vô Danh xuất hiện ở trong tầm mắt Bàn Đôn. Ha ha ha,
Nhiếp Vô Danh, cái thằng con hoang kia, ngươi mang theo mấy người vậy? Bàn Đôn mặt đầy đắc ý. Ồ, ta chỉ mang theo một người tới. Nhiếp Vô Danh nói. Mang theo một người, Bàn Đôn sững sờ, chợt cười to, ngươi thật đúng là chán sống mà, tới đây, gọi thằng đồng bọn chó chết của ngươi ra đây. Ngươi không thể nói như vậy, cái gì mà thằng chó chết, làm sao ngươi lại mắng chửi người vậy hả? Nhiếp Vô Danh nói, ngàn vạn lần không nên mắng chửi người, xin dùng từ văn minh một chút. Chương 2475, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 9. Chửi mắng các ngươi thì đã sao, kẻ ngươi dẫn theo chính là một thằng chó chết, thứ hèn nhát, phế vật. Bàn Đôn cười lạnh. Hai, Nhiếp Vô Danh thở dài, hướng về rừng cây nhỏ phía sau nói, thúc thúc, xin mời đi ra đi. Một giây kế tiếp, một người đàn ông cầm nịt ra trong tay, từ phía sau nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy ông ta, toàn thân Bàn Đôn run lên, gương mặt nhất thời biến sắc. Làm thế nào Bàn Đôn cũng không nghĩ ra, người mà Nhiếp Vô Danh dẫn theo. Lại là cha hắn. Nhìn Bàn Đôn bị người đàn ông cầm dây nịt ra đuổi trốn khắp nơi, Nhiếp Vô Danh móc hạt dưa từ trong túi ra, thúc thúc đừng khách khí, trẻ con thì phải dạy từ nhỏ. Nhỏ như vậy đã học đòi hẹn đánh nhau rồi, lớn lên còn thế nào nữa? Muốn sau này không bị đánh chết, phải giáo dục từ sớm. Tiểu súc sinh, mới bây lớn đã học đòi hẹn đánh lộn rồi. Không học vấn không nghề nghiệp, đưa người đi học lại dám cúp cua. Người đàn ông cầm dây nịt ra trong tay, đầy thô bạo quất thẳng vào người Bàn Đôn. Úi úi, cha, con không dám. Á á, con cũng không dám nữa. Trong miệng Bàn Đôn truyền ra từng tiếng kêu rên, trên người đã bị dây nịt ra quất chúng mấy lần. Ngươi xem hôm nay lão tử thu thập ngươi như thế nào, để cho ngươi khắc cốt ghi tâm dài dài. Ông bố gằn giọng, một bộ ngữ khí hận rèn sắt không thành thép. Đám, đồng bọn, được Bàn Đôn mang tới, từng tên hai mắt nhìn nhau, trợn mắt há mồm. Không một ai có thể ngờ được, cái tên Nhiếp Vô Danh chủ động hẹn đánh nhau kia, ra mặt lại sẽ có thể dày đến loại trình độ này, lại có thể gọi người lớn, hơn nữa lại còn gọi. Cha! Rõ ràng là hắn hẹn đánh lộn trước có được hay không? Làm sao lại vô sỉ tới mức này vậy hả? Cách đó không xa, Nhiếp Vô Danh cắn hạt dưa, bỏ vào trong miệng, nói, hít, thật là chán ngán, còn nhỏ tuổi không lo học hành cho tốt, lại đi học theo người xấu. Lấy người xấu làm gương, sau này trưởng thành cũng là sâu mọt của xã hội. Thúc thúc, con của chú ép buộc cháu, bảo cháu giới thiệu cô họ của mình cho hắn làm quen. Cháu không nguyện ý hắn liền chửi cháu, còn đánh cháu. Bàn Đôn vốn muốn nói gì, nhưng ngay lập tức lại ăn một nịt, chỉ có thể tiếp tục chạy chối chết. Hích, không chỉ là như thế, mỗi ngày bà cô cháu đưa cho cháu một ít tiền mua đồ ăn, đều bị hắn đoạt đi, nói cái gì mà nộp phí bảo kê cho hắn. Cháu không đưa tiền cho hắn, hắn liền đánh cháu, nhiều lần đánh cháu khóc. Nhiếp Vô Danh thở dài. Bàn Đôn vừa gào thét bi thương vừa hung tợn nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm. Con mẹ nó, thằng danh con này rõ ràng là lừa tiền của mình mới đúng. Cha, là nó lừa tiền của con, Bàn Đôn la lớn. Nhưng mà, vừa dứt lời, người đàn ông lại quất một nịt ra lên lưng của Bàn Đôn, còn học nói láo đúng không? Ngươi xem người ta mới bây lớn, ngươi bao lớn. Ngươi nói người ta lừa tiền ngươi, xem lão tử hôm nay không quất chết ngươi. Bàn Đôn khóc không ra nước mắt, mặt đầy oan ức. Còn buộc Vô Danh hẹn cô họ nó ra gặp đúng không? Thằng khờ, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn lên trời sao? Người năm nay mới bao lớn, người đàn ông càng nói càng giận, phung nịt ra lên, tiếp tục đuổi theo Bàn Đôn. Ước chừng sau nửa giờ đánh cho Bàn Đôn bầm dập, người đàn ông mới đem dây nịt bị đánh tét phất sang một bên, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, thằng mập nhà chú cướp của cháu bao nhiêu tiền. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu, chỉ là tiền bà cô cháu đưa cháu mua thức ăn mỗi ngày. Đại khái, nhiều như thế này này, Nhiếp Vô Danh đưa ra mấy ngón tay. Thật ngoan. Còn nhỏ tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà, còn có thể tự mình đi mua thức ăn. Người đàn ông liếc Bàn Đôn nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là tiền thúc thúc trả lại cho cháu, sau này nếu nó lại khi dễ cháu, cứ tới nói với chú. Người đàn ông nói. Vâng, tạ ơn thúc thúc. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Chương 2476, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh 10. Anh đi khắp phố phường, kiếm được không ít tiền, đừng ai cản anh đây. Để anh kiếm nhiều một chút. Nhiếp Vô Danh nhìn tiểu Bàn Đôn bị cha của mình đánh một trận thê thảm, dường như tâm tình không tệ, nhận lấy tiền cha tiểu Bàn Đôn cho mình, khe khẽ hát một bài trong miệng, đầy vui vẻ trở về nhà. Xa xa,
Lăng Miểu đã sớm âm thầm đi theo Nhiếp Vô Danh tới rừng cây nhỏ, sau khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, cũng không biết nên nói gì. Nhiếp Vô Danh xuất hiện, thực sự đã giúp nàng thấy được một thế giới mới. Sau chuyện này, thiếu niên mười mấy dặm chung quanh, không ai không biết Nhiếp Vô Danh, cũng không còn có ai nguyện ý đi trêu chọc cậu ta. Bà cô Lăng, bà thấy cháu chạy nhanh không? Bên trong biệt thự, Nhiếp Vô Danh dùng hết tốc độ chạy tới chạy lui. Nhanh, nghe tiếng, bà Lăng bưng khay trái cây đặt ở trên bàn trà. Võ công của cháu, đã đạt đến đỉnh phong, cháu là vô địch rồi. Nhiếp Vô Danh cười nói. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Lăng Miểu và bà Lăng mặt đầy mộng bức. Con gà cùi bắp này, từ lúc nào lại vô địch rồi vậy hả? Không phải là cháu chỉ chạy nhanh một chút thôi sao? Bà Lăng mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bà Lăng, khẽ mỉm cười, mặt đầy cao thâm khó dò, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được. Bà Lăng, Lăng Miểu, cuộc sống như thế, kéo dài không biết bao lâu, Nhiếp Vô Danh lại có thể càng ở lâu càng quen thuộc, thậm chí, còn vô cùng hưởng thụ. Thoáng cái đã rất nhiều năm. Một vùng đất hoang vu nào đó. Chàng trai tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, một thân đồ thể thao. Cô gái thần sắc lạnh tanh, tựa như không thích nói cười, khí chất như sông băng, phảng phất như nữ thần cao cao tại thượng, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Lăng Miểu, em nói xem bà cô Lăng nghĩ như thế nào, để cho chúng ta đánh cái đám lính đánh thuê chó má gì đó. Đánh lính đánh thuê thì coi như xong đi, lại còn không trả tiền nữa cơ đấy. Xem chúng ta như lao động không công sao, Nhiếp Vô Danh than phiền. Lăng Miểu nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, nếu như anh không thích, có thể trở về. Vậy không được, trở về bà cô Lăng còn không đấm chết anh sao? Thôi cứ vậy đi, sau khi làm xong đơn hàng này, nhất định anh sẽ khiến bà ấy trả tiền công cho anh. Sau một hồi trầm tư, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Một nam một nữ kia, sẽ không phải là lính đánh thuê do người phụ nữ kia mời tới đấy chứ? Xa xa, hai chàng trai mi thanh mục tú, hướng về Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu quan sát. A-di-đà Phật, theo bần tăng thấy, hẳn là như vậy rồi. Chàng trai mặc trang phục đạo gia, mở miệng nói. Quản bọn họ có phải hay không, trước cứ giết chết. Gã thanh niên kia tướng mạo cũng không tệ lắm. Hừ, cậu xem cô gái bên cạnh hắn, nhìn liền biết chính là một ả hồ ly tinh, đồ lẳng lơ, một con hàng chỉ biết câu dẫn đàn ông. Phải khiến ả ta sống không bằng chết. Một gã thanh niên khác mặc áo đỏ rực nói. A-di-đà Phật, hẳn là vì cậu thấy người ta đẹp đi. Đạo nhân cười nói. Đánh rắm, cô ta đẹp chỗ nào? So với tôi, không bằng một phần vạn. Chàng trai mặc đồ đỏ cười lạnh. Dứt lời, thanh niên áo đỏ trong nháy mắt chạy như bay tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu. Đường này là tôi mở, cây này là tôi trồng, muốn từ đường này qua, để lại mạng mình trước. Thanh niên áo đỏ nói đầy nghiêm túc. Cậu là ai? Nhiếp Vô Danh liếc gã đàn ông áo đỏ một cái. Ngay cả danh hiệu của tôi đều chưa từng nghe qua. Trong vạn bụi rậm có một bông hoa. Thanh niên đồ đỏ nói. Cậu họ Vạn, tên là bụi rậm một bông hoa. Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Lão nương tên là Nhất Chi Hoa. Thanh niên đồ đỏ quát lên. Ồ, Nhất Chi Hoa, vậy cậu có chuyện gì? Nhiếp Vô Danh hỏi. Đường này là tôi mở, cây này là tôi trồng, muốn từ đường này qua, để lại mạng mình đi. Nhất Chi Hoa lặp lại một lần. Lúc này, Nhiếp Vô Danh hướng về bốn phía quan sát, ở đây cũng không có cây mà. Chương 2477, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh, 11. Anh con mẹ nó là giả ngốc hay ngốc thật? Nhất Chi Hoa sững sờ tại chỗ, đây là có phải là vấn đề về cây hay sao? Hơn nữa ở đây cũng không có đường nhựa, dưới chân đều là cát, chẳng lẽ cậu là người sửa đường? Nhiếp Vô Danh tiếp tục hỏi. A-di-đà Phật, giờ phút này, thanh niên mặc trang phục đạo sĩ chậm rãi từ đằng xa đi tới, nở một nụ cười. Vị thí chủ này, tôi thấy ấn đường cậu biến thành màu đen, muốn coi cho cậu một quẻ. Tiểu đạo sĩ nói. Lăng Miểu nhìn thấy hai người này, chân mày khẽ nhíu lại. Nhất Chi Hoa. Thần hư đạo nhân. Có lẽ người bên cạnh không biết danh hiệu hai người, nhưng mấy năm gần đây, Lăng Miểu lại từng nghe qua về hai người này. Thủ đoạn độc ác. Tàn sát vô số người. A-di-đà Phật, thí chủ, tôi nhìn gương mặt của cậu. Cảm thấy nhất định sắp tới cậu sẽ có họa sát thân. Nếu như thí chủ nguyện ý chi tiền, bần tăng nguyện giúp thí chủ phá giải họa sát thân này. Thần hư đạo nhân mặt đầy nghiêm túc. Cậu rốt cuộc là đạo sĩ hay là hòa thượng? Nhiếp Vô Danh quan sát thần hư đạo nhân.
Thí chủ bị mù sao? Thần hư đạo nhân xoay tròn một vòng ở ngay trước mặt Nhiếp Vô Danh, bần tăng đương nhiên là đạo sĩ. Ồ, thì ra là như vậy. Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ, A-di-đà Phật không thích hợp, hẳn cậu phải tụng Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng cũng không phải là cách xưng hợp lý. Ha ha, chuyện này cũng không quan trọng. Thần hư đạo nhân mở miệng cười, nếu như tôi đoán không sai, hai vị là lính đánh thuê do Lăng Vân thuê đi. Sao, cậu biết bà Lăng? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Ha ha, lúc còn trẻ, Lăng Vân càn quét một phương, đương nhiên là từng nghe nói đến cái danh hào này. Cậu hỏi lại như vậy, có thể thấy, các người đúng là lính đánh thuê của Lăng Vân. Thần hư đạo nhân nói. Cũng thật là trùng hợp, mục tiêu lần này của các người là Triệu Diệp Chiêu. Hai người chúng tôi chính là được Triệu Diệp Chiêu thuê, cho nên, các người nhìn, các người theo đường cũ trở về, hay là muốn ở nơi này an nghỉ. Thần hư đạo nhân mới vừa nói dứt câu, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, một cái, đùng, một quyền đánh bay gã thanh niên ở bên cạnh mình văng ra xa mười mấy thước. Nhất Chi Hoa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trúng một quyền của Nhiếp Vô Danh, ôm đầu gào thét bi thương không dứt. Lời nói này quá ngông cuồng, Nhiếp Vô Danh nói. Nhất Chi Hoa, hắn cuồng, anh con miệng nó đánh tôi làm cái gì? Anh đánh hắn chứ, anh dựa vào cái gì đánh tôi? Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt một chút. Một giây kế tiếp, thần hư đạo nhân còn chưa tỉnh hồn lại, cũng bị Nhiếp Vô Danh tung một quyền đánh bay. Nhiếp Vô Danh, ẻo lả, cậu nói có đạo lý. Lăng Miểu không khỏi nhìn lại chàng trai trước mặt mình mấy lần. Từ khi Nhiếp Vô Danh đi tới nhà nàng lúc còn là một thiếu niên, mẹ đã từng nói, Nhiếp Vô Danh có thiên phú cực cao. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào Lăng Miểu cũng không nghĩ tới, đối với chuyện học võ, Nhiếp Vô Danh, cái gã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới này, lại có thể trưởng thành đến độ cao bây giờ. Cho dù nói anh ấy là thiên tài, cũng không quá đáng chút nào. Đạo sĩ thúi, giết chết cặp gian phu DM phụ này. Nhất Chi Hoa cắn răng đứng dậy. Chớ có nói bừa, chân mày Lăng Miểu khẽ cao lại, tôi là cô họ anh ấy. Hả, cô họ? Nhất Chi Hoa và thần hư đạo nhân chố mắt nhìn nhau, cô gái này giữ gìn nhan sắc thật tốt. Mỹ phẩm dưỡng da cô dùng là nhãn hiệu gì? Cơ hồ theo bản năng, Nhất Chi Hoa bật thốt lên. Lăng Miểu. Ngông cuồng như vậy, cũng không thèm trả lời. Cô đúng là một con hồ ly tinh. Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân, chớ nói nhảm cùng bọn họ, giết chết đôi gian phu này. Lăng Miểu. Ước chừng 7-8 phút sau, Nhiếp Vô Danh cưỡi ở trên người thần hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa, ai chà, mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng so với ông nội vô danh của các cậu, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Chương 2478, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh, 12. Lăng Miểu, em nói xem xử trí bọn họ như thế nào. Nhiếp Vô Danh nhìn Lăng Miểu, cười nói. Tùy anh, Lăng Miểu mặt không cảm xúc đáp. Giết nhé, Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút hỏi. Lăng Miểu gật đầu. Chờ chút, anh mới vừa nói anh gọi là vô danh. Thần hư đạo nhân vội vàng hỏi. Ông nội vô danh đây. Đi không thay tên ngồi không đổi họ. Nhiếp Vô Danh cười nói. Anh, không phải là họ Nhiếp đấy chứ? Thần hư đạo nhân tiếp tục hỏi. Thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh và Lăng Miểu đều kinh ngạc. Thần hư đạo nhân này làm thế nào biết được? Làm sao cậu biết họ của tôi? Thần sắc Nhiếp Vô Danh hơi có chút hiếu kỳ. Con bà nó, anh con miệng nó thật đúng là họ Nhiếp sao, không phải là trùng hợp chứ? Thần hư đạo nhân còn kinh ngạc hơn cả Nhiếp Vô Danh. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói gì, thần hư đạo nhân lại tiếp lời, anh đừng nói với tôi, anh là Nhiếp Vô Danh của Nhiếp gia. Vân Thành, độc lập 12 châu. Con bà nó, như vậy mà cậu cũng biết, cậu điều tra tôi, Nhiếp Vô Danh sửng sốt thấy rõ. Thần côn chết bầm, cậu biết hắn, bị Nhiếp Vô Danh ép trên mặt đất, Nhất Chi Hoa vội vàng hỏi. Đội trưởng, thật là anh sao, tôi còn tưởng rằng anh chết rồi chứ. Thần hư đạo nhân ôm bắp đùi Nhiếp Vô Danh. Bớt ở chỗ này làm quen với tôi đi. Đội trưởng gì chứ, tôi cũng chưa từng gặp cậu. Nhiếp Vô Danh nói. Tôi là, đầu chọc, năm đó ở Độc Lập Châu, tôi còn là đội viên của thương đội vô danh đấy. Thương đội chúng ta chỉ có hai người chúng ta, anh là đội trưởng, tôi là đội viên, anh quên rồi sao? Thần hư đạo nhân mặt đầy kích động. Hề, Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn lấy thần hư đạo nhân, cậu là đầu chọc. Đúng vậy, tôi là đầu chọc. Khi còn bé anh còn lừa gạt tiền tôi nhớ không?
anh nói coi như là nộp học phí, để cho tôi đi theo anh, gia nhập thương đội vô danh, sau này cùng nhau kiếm nhiều tiền, dẫn tôi nhậu nhẹt. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Tôi nhổ vào, thật đúng là cái tên khốn kiếp nhà cậu. Nhiếp vô danh một tay nhấc bổng thần hư đạo nhân lên, sau đó cậu liền chạy tới nhiếp gia, mách với mẹ tôi lừa tiền cậu. Mẹ và cha tôi liên thủ, song kiếm hợp bích tần tôi một trận. Hả, có loại chuyện này sao? Làm sao tôi lại không biết? Không có, tuyệt đối không có. Thần hư đạo nhân liền vội vàng lắc đầu. À, tôi đoán là một số người khác bị anh lừa đi mách lẻo, tôi tuyệt đối không có. Đánh giám, mẹ tôi nói là một thằng nhóc đầu chọc, mắt mũi láo liên, vừa tố cáo với bà ấy, vừa liếm nước mũi, không phải là cậu thì là ai? Cậu khi còn bé con miệng nó ưa thích liếm nước mũi nhất. Nhiếp vô danh nói. Thần hư đạo nhân. Nhất chi hoa, thần côn chết bầm, cậu lại có khẩu vị mặn như vậy. Đội trưởng, hảo hán không đề cập lại chuyện năm xưa. Sau đó không gặp lại anh nữa, tôi còn tưởng rằng anh bị mẹ đánh chết rồi cơ đấy. Thần hư đạo nhân thở dài nói, vốn là dự định theo anh học làm ăn, kết quả anh không còn, tôi chỉ có thể học võ. Hiện tại làm công cho người ta, gần đây rất thiếu tiền, nên làm lính đánh thuê cho Triệu Diệp Chiêu. Xin anh ngàn vạn lần chớ đi tìm Triệu Diệp Chiêu, hắn đã sớm bày thiên la địa võng, chờ các người chui vào. Thần côn chết bầm, làm sao lại phản bội nhanh như vậy? Nhất chi hoa cả kinh nói. Nói nhảm, chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn nghịch bùn. Nhiếp vô danh liếc mắt nhìn Nhất Chi Hoa. Nhất Chi Hoa. Nhiếp vô danh nhìn thần hư đạo nhân, làm lính đánh thuê làm gì, sau này đi theo tôi, hiệu buôn vô danh của tôi sau này tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng, thay thế Thẩm gia. Đội trưởng, tôi tin anh, với sự vô sỉ của anh, tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta phải hoàn thành lời hẹn lúc trước. Ăn ngon mặc đẹp, để cho Thẩm gia bưng trà dâng nước cho chúng ta. Tổ yến vi cá, ăn một chén đổ một chén. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Đầu chọc, cậu nói đúng, vẫn là cậu hiểu tôi. Nhiếp vô danh nói. Đội trưởng, vốn khởi nghiệp của anh có bao nhiêu? Thần hư đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Trước mắt chưa có, nhiếp vô danh suy nghĩ một chút đáp. Thần hư đạo nhân. Chương 2479, ngoại truyện, nhiếp vô danh, 13. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm nhiếp vô danh bên cạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi thề. Với sự lý giải của mình đối với nhiếp vô danh, nói hắn không có tiền, chuyện này là không thể nào. Không nói đến nhiếp vô danh từ nhỏ đã tinh thông lừa gạt, chỉ riêng bản tính thích kiếm lời, một phân tiền có thể kiếm ra được 10 khối tiền, coi như là tiết kiệm cũng có thể dư ra được cả mớ. Làm sao sẽ có thể không có tiền? Đội trưởng, anh không có tiền, nhất định có thứ khác đi. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, thử hỏi dò. Nghe thần hư đạo nhân nói vậy. Khóe miệng nhiếp vô danh khẽ nhếch lên, mặt đầy tự tin, cậu nói vậy coi như cũng đúng. Đội trưởng, rốt cuộc anh có cái gì? Thần hư đạo nhân lập tức tỉnh táo hẳn lên. Sau một hồi yên lặng, lúc này nhiếp vô danh mới nói, tôi có khát vọng. Đội trưởng, anh nhìn xem lúc này trời đã không còn sớm nữa, chúng tôi còn có chút việc còn chưa xử lý xong. Như vậy đi, lần sau lại nói chuyện, lần sau tôi mời anh ăn cơm. Thần hư đạo nhân cười nói. Lúc này. Nhiếp vô danh liếc thần hư đạo nhân mấy lần, tôi hiểu rồi, cậu đang gợi ý tôi. Mời cậu ăn cơm. Thần hư đạo nhân, hắn đưa ra gợi ý lúc nào chứ? Gần đây có một thành phố. Một bên, Lăng Miểu nhẹ giọng nói, đúng lúc tôi cũng có một số vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị. Mỹ nhân cũng đã mở lời, đi thôi. Nhiếp vô danh một tay nhấc Nhất Chi Hoa lên. Ồ, cô ấy không phải là cô họ của anh sao? Nhất Chi Hoa mặt đầy hiếu kỳ. Là cô họ tôi thì sao? Nhiếp vô danh hỏi ngược. Là cô họ anh không gọi cô ấy là cô họ, mà lại gọi là mỹ nhân. Nhất Chi Hoa nói. Này, cô họ tôi không đẹp sao? Nhiếp vô danh hỏi ngược lại. Đẹp thì có đẹp. Vậy thì nói gì nữa? Nhất Chi Hoa, nói thì nói vậy, nhưng sao vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Tới gần trạng vạng tối, mấy người cuối cùng cũng tới được thành phố ở gần đó. Nói đi. Ăn cái gì, hôm nay tôi mời khách. Nhiếp vô danh nói đầy hào khí. Đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn. Còn không đợi thần hư đạo nhân nói xong, nhiếp vô danh bỗng nhiên chỉ vào một quán ăn nhỏ ven đường, tôi mời các cậu ăn cơm chiên trứng được chứ. Mỗi người một quả trứng chiên, lại nói chủ tiệm cho một phần cơm thêm. Thần hư đạo nhân. Nhất Chi Hoa đưa mắt liếc nhìn nhiếp vô danh, anh cũng quá keo rồi đi.
coi như là chúng tôi đồng ý ăn cơm chiên trứng, mỹ nhân bên cạnh anh cũng chưa chắc muốn ăn đâu. Cơm chiên trứng thì đã sao? Cô họ xinh đẹp của tôi chưa bao giờ kén ăn. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Lăng Miểu, cô họ xinh đẹp, em muốn ăn cơm chiên trứng với dưa muối không? Nghe hỏi, Lăng Miểu lắc đầu một cái, 4 ngày liên tiếp anh cho em ăn cơm chiên trứng với dưa muối rồi, đổi khẩu vị một chút đi. Ăn cơm chiên trứng và dưa muối 4 ngày. Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng bức. Hích, đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn món Âu đi, chi bằng để Nhất Chi Hoa mời. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh đề xuất. Hả, cái gì? Nhất Chi Hoa trợn to cặp mắt, dựa vào cái gì bắt tôi mời, các người chơi bùn lớn lên, thật vất vả nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau. Để cho một người ngoài như tôi mời khách, các người có cần thể diện không? Có biết xấu hổ, ngại ngần hay không? Cậu xem lại lời mình nói mà xem, đều là người trong giang hồ, không quan tâm những thứ lễ nghi phiền phức kia, chủ yếu là cao hứng, ai mời đều được. Tôi không thèm để ý, Nhiếp Vô Danh cười nói. Tôi để ý, Nhất Chi Hoa nói thẳng. Được rồi, để em mời khách. Sau một hồi, Lăng Miểu lên tiếng nói. Đừng đùa, anh không mời nổi sao, không cần em mời đâu. Nhiếp Vô Danh cau mày nói, sau đó liếc nhìn Thần Hư và Nhất Chi Hoa một cái, cười lạnh nói, hai người kia thật sự quá keo kiệt mà. Nhất Chi Hoa, Thần Hư đạo nhân, rõ ràng là chính Nhiếp Vô Danh chủ động nói mời cơm, bây giờ lại nói hai người bọn họ keo. Chương 2480, ngoại truyện, Nhiếp Vô Danh, 14. Rất nhanh, mấy người tìm tới một nhà hàng món Âu giá cả bình dân. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa mấy tờ thực đơn cho đám người Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, tôi ăn thịt bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, súp đặc, và cả salad trộn. Thần Hư đạo nhân gọi món. Tôi cũng giống vậy, Nhất Chi Hoa nói. Ăn thịt bò bít tết gì cơ, ăn gan ngỗng gì cơ, không tốt cho sức khỏe có biết không? Người tập võ chúng ta, lưỡi đao liếm máu, nhất định phải ăn uống thanh đạm một chút. Lỡ như lúc đang giao thủ với kẻ địch, bị đau bụng, thì biết làm sao bây giờ? Nhiếp Vô Danh hơi nhíu mày, chợt nhìn về phía nhân viên phục vụ, vậy đi, cậu cho bọn họ một dĩa cơm chiên trứng, một dĩa dưa muối. Nhất Chi Hoa, Thần Hư đạo nhân, Lăng Miểu. Thần sắc nhân viên phục vụ có chút nhăn nhó, tiên sinh, chỗ chúng tôi là nhà hàng món Âu, không có cơm chiên trứng và dưa muối. Thịt bò bít tết ở nhà hàng chúng tôi rất không tồi, hay là ngài thử xem. Vậy cậu cho bọn họ hai phần salad trộn, Nhiếp Vô Danh nói. Tiên sinh, ngài xác định chỉ gọi hai phần salad trộn sao? Nhân viên phục vụ nhìn Thần Hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa một cái, chợt hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Vô Danh trả lời. Được. Vậy ngài và quý cô này muốn gọi món gì đây? Nhân viên phục vụ tiếp tục hỏi. Cho vị mỹ nhân này một phần thịt bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, salad trộn, súp đặc, và đồ ngọt tráng miệng. Cho tôi một phần thịt bò bít tết, Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, vừa mới nói không tốt cho sức khỏe đấy, vừa mới nói ăn xong sợ đau bụng đấy. Vậy, về đồ uống, mấy vị có muốn uống rượu không? Phục vụ viên hỏi. Đội trưởng, chúng ta đã nhiều năm không gặp như vậy, không nói nhiều, nhất định là phải uống rượu nha. Thần Hư đạo nhân vội vã nói. Cậu nói có đạo lý. Như vậy đi, chúng tôi gọi loại rượu ngon nhất, sang nhất, đắt tiền nhất. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Tiên sinh, chỗ chúng tôi loại rượu đắt tiền có không ít, không biết anh muốn uống loại rượu nào. Nhân viên phục vụ cười nói. Cho chúng tôi hai bình rượu Mao Đài, lấy loại ngon nhất, chọn loại đắt tiền nhất. Nhiếp Vô Danh vung tay lên. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng nhân viên phục vụ hơi co rúm lại, thật có lỗi tiên sinh, nơi này của chúng tôi không có Mao Đài. Không có Mao Đài, Nhiếp Vô Danh thở dài, cái này các người cũng không có, cái kia cũng không có, có tiền mà không tiêu được, còn làm ăn gì nữa. Hết sức xin lỗi, tiên sinh, nhưng chỗ chúng tôi là nhà hàng Âu. Rượu vang có được không? Phục vụ viên hỏi. Chờ chút, Nhiếp Vô Danh cầm lấy menu. Lật tới trang rượu, sau khi nhìn một lát, nói, được rồi, rượu vang thì rượu vang. Cho tôi một bình Louis 13 sản xuất năm 1874. Trên mặt của nhân viên phục vụ nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tiên sinh, không có. Vậy thì lấy một chai vang đỏ Sato Lafite cổ kiến năm 1787. Nhiếp Vô Danh nói, nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ tản đi, tiên sinh,
loại rượu ngài gọi này, sợ rằng còn đắt hơn cả nhà hàng chúng tôi thật sự không lấy ra được. Không có gì cả, làm ăn kiểu gì vậy? Nhiếp Vô Danh sắc mặt không vui, cho 4 ly nước lọc. Tiên sinh, thật sự xin lỗi. Nhân viên phục vụ thở dài nói. Xin lỗi liền coi như xong à. Như vậy đi, các người tặng miễn phí 2 suất ăn đi, coi như lời xin lỗi. Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng, hay là để tôi mời. Thần hư đạo nhân mặt đầy mộng bức nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Đùa gì thế, tôi đã nói tôi mời, đương nhiên, nếu như cậu thực sự muốn mời, thì cậu cứ trả tiền cũng được. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía nhân viên phục vụ, cho vài bình rượu ngon nhất của quán, sau đó lấy cho riêng tôi thêm 1 phần thịt bò bít tết, 1 phần gan ngỗng, súp đặc, món tráng miệng. Cậu ta mời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2480.